chương 1827, khiêu khích đệ cửu tông. Tinh không nội, trong một khu vực cách thương mang tinh có chút xa, chỗ này có ba lốc xoáy, dường như đang vĩnh hằng xoay tròn, tản ra một loạt tia sáng kỳ dị. Những ánh sáng này phần lớn đều là màu xám tro, giống như đại biểu tử vong, cố tình thi thoảng lại có ánh sáng rực rỡ chói mắt vô cùng lóe lên một cái mà qua, giống như là trôi đi giữa ba lốc xoáy này. Mạnh hạo bổn tôn, tóc dài bay bay, lúc này đứng ở bên ngoài ba lốc xoáy, thân ảnh của hắn so với lốc xoáy thì bé nhỏ không đáng kể rất là nhỏ bé nhưng khí thế của hắn lại là khổng lồ dường như khiến ba lốc xoáy này chấn động tràn ra ý chống cự mãnh liệt chỗ này chính là một trong những chỗ mạnh hạo cảm ứng lại là một chỗ mảnh vỡ gương đồng sở tại con mắt thứ ba trên mi tâm hắn bỗng nhiên mở ra khi nhìn lại trong mắt của hắn ba lốc xoáy này thật giống như sương mù bị đẩy ra lộ ra bản chất hắn thấy được trong ba lốc xoáy tồn tại ba thế giới bên trong không có tu sĩ tồn tại vô số hung núi ác trong nước, có nhiều hung thú hắn chưa từng thấy qua, thậm chí còn có mấy cổ khí tức, hung tàn ý kinh thiên, mơ hồ không ngờ tràn ra uy áp có thể so với cửu nguyên, mà trong đó kinh người nhất là trong lốc xoáy thứ hai, ở nơi này, Mạnh Hạo đã nhận ra một cổ dao động mạnh nhất chỗ này, dao động này gần như cùng cấp với cửu nguyên đỉnh phong, nhưng lại thương tan hơn, dường như tồn tại năm tháng vô tận, phản phất là chủ ba lốc xoáy, nhìn kỹ, truyền ra dao động này, rõ ràng là một cự tích lồ có thể so với tinh tú. Mà cả mặt đất gần như chính là bao phủ trên người của cự tích, về phần mảnh vỡ gương đồng trong cảm ứng mạnh hạo lại là trong cơ thể cự tích này. Mạnh hạo bổn tôn cặp mắt nhoáng lên một cái, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt bay ra, chạy thẳng tới cự tích chỗ lốc xoáy thứ hai mà đi, tiếng sấm trong phút chốc long trời lỡ đất, vang vọng tinh không, cùng lúc đó, trên thương mang tinh, phân thân mạnh hạo lần nữa đắm chìm trong bế quan trong, yên nhi cũng khôi phục như thường trên người của nàng dường như không thấy được mờ mịt chuyện lúc trước đưa tới như củ hoạt bát nhảy thoát cản trở bất kỳ nữ đệ tử muốn đi bái kiến sư tôn nàng chỉ có khi nàng một thân một mình nàng mới có thể ngẩng đầu nhìn mặt trăng trong trời đêm nhớ lại sở ngọc yên trong chuyện xưa sư tôn nàng giảng thuật chuyện xưa kia khiến lòng của nàng nổi lên sóng gợn mơ hồ dường như cùng kiếp trước cộng minh từ từ dung hợp thời gian trôi qua khi chỗ của phân thân mạnh hạo dần dần người tới càng ngày càng ít sau, Yên Nhi rốt cục có thời gian đi tu hành, chuyện mạnh hạo trở thành đệ nhất chính tông thương mang thai, lại khai sáng thập trọng thiên, dẫn phát thiên kiêu đến từ những tông khác khiêu chiến. Những thiên kiêu kia phương thức khiêu chiến rất đơn giản, không phải ở trên thương mang thai tông môn từng người, mà là đi tới đệ cửu tông. Ở thương mang phái, chính đại tông môn không có môn quy hạn chế đệ tử không thể đi những tông khác xông thương mang thai, thậm chí nhiều năm trước. Chuyện như vậy cũng thỉnh thoảng xuất hiện qua nhưng đều là phạm vi nhỏ, vì một chút nguyên nhân đặc biệt, dù sao loại chuyện như vậy, cũng giống như là tới cửa đá người, trắng trợn khiêu khích, nhưng bị chuyện mạnh hạo khai sáng thập trọng thiên sở kích thích, đệ nhất tông, đệ nhị tông cho đến đệ bát tông, những những thiên kiêu có thể liệt vào top 10 thương mang thai các tông bọn họ ngắn ngủi trầm mặt sau, lựa chọn bạo phát, lựa chọn đi đại lục thứ 9 đệ cửu tông, đi xong, thương mang thai đệ cửu tông, vì lần đầu đến, cho nên như cũ sẽ có tiếng chuông truyền ra, từ một ngày này bắt đầu, lục tục, gần như mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng chuông đến từ thương mang thai ngọn núi vang lên, những thiên kiêu tám tông khác cơ hồ là thay phiên đến, đến đầu tiên chính là đệ tam tông, người tới bảy, tám người, ở trên liệt vị thương mang thai của đệ cửu tông, bảy, tám người này trực tiếp tiến vào tốt một trăm, thậm chí có hai người trực tiếp tiến vào tốt 10 mặc dù không đi vào tốt ba, nhưng lại chiếm cứ toàn bộ vị trí bốn năm sáu. Rồi sau đó là đệ tứ tông, đệ nhị tông, đệ ngũ tông, khi những thiên kiêu những tông khác lấy một loại phương thức khiêu chiến không ngừng xông thương mang thai đệ cửu tông sau, khiến cho trên thương mang thai đệ cửu tông trong top 30 chân chính thuộc về đệ tử đệ cửu tông không ngờ chỉ còn lại có 6 người, nhất là khi đệ lục tông, đệ thất tông, đệ bát tông cũng đến sau, 6 người còn sót lại này lần nữa giảm bớt, biến thành 5 người, cái này cũng chưa tính cái gì, cuối cùng đệ nhất tông đến, mang ý tất thắng Mang khí thế ngập trời, chẳng những khiến cho tu sĩ Đệ Cửu Tông trước trong top 30 từ năm người biến thành bốn người, càng là giống nhau nhất lên tầng tầng lớp lớp thiên, tuy rằng không phải thập trọng thiên, chỉ là lục trọng thiên, nhưng cũng kinh động bốn phương tám hướng, mặc dù như cũ không có người có thể rung chuyển vị trí đầu tiên của Mạnh Hạo, nhưng phía sau của hắn, trong top 30 phóng nhãn nhìn lại phần lớn đều là cường giả ngoại tông, điều này đối với đệ tử Đệ Cửu Tông mà nói, là sĩ nhục lớn tức thì bị người trực tiếp lên cửa đá tông chuyện này đưa tới động tĩnh lớn càng đưa tới tranh chấp thậm chí tức giận mười phần nhiều lần có xung đột phạm vi nhỏ nhưng vô sự vô bổ càng ngày càng nhiều thiên kiêu tám tông khác tự hồ đều không coi trọng thương mang thai tông môn của tông mình mà là ham thích đi tới đệ cửu tông đi xong thương mang thai đệ cửu tông dần dần mấy tháng sau thương mang thai đệ cửu tông trong vòng một ngàn tên gần như chính thành đều là những tông môn khác đệ tử của đệ cửu tông không được 100 người, loại chuyện như vậy, cho dù là đệ cửu tông cũng không thể đi ngăn trở, trừ phi là cưỡng ép cắt đứt những thiên kiêu tông môn khác đến, nhưng nếu thật làm như vậy, chẳng khác nào là sợ hãi, coi như là sợ hãi ngoại tông khiêu chiến, lấy cường thế của đệ cửu tông giờ này sẽ không chọn như thế, đồng thời thiên kiêu đệ cửu tông cũng không cho phép làm như vậy, bọn họ có kiêu ngạo của chính mình, bọn họ có lựa chọn của mình, vì thế, cơ hồ là từ ngoại tông kiêu chiến bắt đầu, theo thứ hạng thiên kiêu đệ cửu tông từ từ rớt xuống, cả đệ cửu tông đều lâm vào trong một loại trạng thái điên cuồng, gần như tất cả thiên kiêu, hầu hết đệ tử, đều liều mạng tất cả đi tu hành, đi ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ cùng với thí luyện càng ngày càng nhiều, hễ là có thể cho tu vi đề cao, giúp đề cao thứ hạng đều sẽ không chút do dự, đồng thời khi tu vi tất cả đề cao sau, lại đi sông thương mang thai, dường như, thiên kiêu cả thương mang phái đều nhìn thương mang thai của đệ cửu tông thành một chỗ thí luyện quyền uy lớn nhất, hễ là có thể ở chỗ này liệt vị, so với nổi danh trong tông môn mình còn hiển hách hơn. Đồng thời, chuyện này liên lụy phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Thời gian trôi qua, một năm sau, thương mang thai đệ cửu tông, trong vòng 2.000 tên trở thành chiến trường thiên kiêu các tông, cho đến lại qua đi một năm lan đến gần 3.000 tên. Tất cả đệ tử đệ cửu tông, đáy lòng đều nín một hơi, xung đột càng ngày càng nhiều đồng thời trong ba năm nay, lục tục có người đến bái kiến Mạnh Hạo, muốn Mạnh Hạo xuất thủ, nhưng Mạnh Hạo thủy chung bế quan, không tiếp bất kỳ kẻ nào. Đệ tử đệ cửu tông có thể hiểu được chuyện này, nhưng những thiên kiêu các tông khác tại mấy năm này khiêu chiến dần dần cuồng ngạo nổi lên, nhất là khi trong top 3.000 thương mang thai đệ cửu tông chỉ có mấy trăm người thuộc về đệ cửu tông, loại cuồng ngạo này càng thêm mãnh liệt, thậm chí bắt đầu lưu truyền một số lời nói, nói phương một mua danh chuột tiếng, ba năm trước đây chỉ là may mắn mà thôi, không dám tiếp tục xuất thủ. Lời nói như vậy bắt đầu chỉ là lẻ tẻ, nhưng lại qua hai năm sau, khi trong top 10.000 thương mang thai đệ cửu tông, những tông môn khác chiếm cứ chính thành danh ngạch sau, lời nói như lửa rừng bỗng nhiên tản ra, truyền càng ngày càng nhiều, thậm chí trong cả thương mang phái đều đang lưu truyền. Phương một năm đó chẳng qua là may mắn mà thôi. Năm năm này, hắn thủy chung bế quan, rõ ràng là sợ hãi chúng ta khiêu chiến. Mặc dù không phải may mắn, sau khi hắn khai sáng thập trọng thiên, nghe nói lại đã trải qua lôi kiếp, sợ là bị trọng thương, ta có tin tức vô cùng xác thực, phương một thương thế rất nặng, trong vòng trăm năm, tu vi khó có thể tiến thêm, thậm chí giờ này vẫn như cũ rất xuống. Lời đồn càng ngày càng nhiều, đệ tử đệ cửu tông vì duy trì mạnh hạo, vì tranh chấp mà đưa tới đấu pháp, cũng theo đó bạo tăng. Nhưng đệ cửu tông dù sao chỉ là một trong chính đại tông môn thương mang phái, cứ việc dùng toàn lực đi duy trì, nhưng vẫn không cách nào hơn được dư luận và uy áp thiên kiêu những tông môn thương mang phái khác liên hiệp tạo thành, khiến cho lời đồn này đến cuối cùng, người tin càng ngày càng nhiều, đồng thời tu sĩ những tông môn khác cũng đã quen y tới chỗ đệ cửu tông sông thương mang thai, lại qua đi 5 năm, mạnh hạo bế quan năm thứ 10, tranh chấp trên thương mang thai đệ cửu tông đã đến gây cấn, trong vòng 30.000 tên, thuộc về đệ cửu tông chỉ là 4.000 người, những tên khác đều là thiên kiêu các tông loại cảm giác thương mang thai nhà mình bị người chiếm theo khiến đệ tử đệ cửu tông cả ngày uất ức, gần như nổi điên, hơn nữa quá phận là trong tốt 10, thiên kiêu đệ cửu tông không ngờ chỉ có hai vị. Ngoại trừ thứ nhất mạnh hạo ra, chỉ có vị thứ năm là người cửu tông, những người khác bất ngờ đều là thiên kiêu, những tông môn khác, loại sĩ nhục này dẫn phát xung đột, nhưng mà, chí tôn đệ cửu tông, còn có chí tôn những tông khác đối với chuyện này lại cũng không ngăn cản chỉ là khống chế xung đột trong phạm vi nhất định. Dù sao chuyện này kéo là đề cao chỉnh thể thế lực cả thương mang phái, nhất là đệ tử đệ cửu tông ở dưới áp lực này, trong 10 năm này bạo phát ra thiên kiêu, bên ngoài ngọn núi Mạnh Hạo sở tại, người tới bái kiến, ý đồ mời Mạnh Hạo rời núi cũng càng ngày càng tăng, lúc tối đa có hơn 10.000 người đồng thời cầu kiến, Yên Nhi cũng rất phiền lòng, nàng tu hành trong 10 năm này cũng tăng tiếng vùng vụt, mặc dù không bằng Mạnh Hạo, nhưng cũng đến giai đoạn vấn đỉnh khoảng cách tiên kiếp đã không xa, một ngày này, nàng đang ngồi không thể không mở hai mắt ra, bị thanh âm đến từ ngoài núi nhiễu loạn, thỉnh đại sư huynh rời núi, đại sư huynh, thương mang thai trong 30.000 tên, đệ cửu tông ta chỉ có mấy ngàn người, thỉnh đại sư huynh rời núi, đại sư huynh, phía ngoài đồn đãi bay tán loạn, nhiều người nghi ngờ đại sư huynh, đại sư huynh, rời núi đi, mang chúng ta ra một ngụm quốc tức 10 năm ác khí này, yên nhi nhíu mày, trong 10 năm này nàng cũng nhìn người những tông khác tới đây khiêu chiến không vừa mắt, cũng bởi vậy hỏi qua sư tôn, nhưng sư tôn nàng tự hồ đối với chuyện này không có bất kỳ hứng thú gì, nhất là mấy năm gần nhất này, dường như đang đứng ở một cái thời khắc mấu chốt tu hành, yên nhi cũng không tốt lại đi hỏi thăm, phiền chết, những người kia có tật xấu a thương mang thai nhà mình không đi xong, đến đệ cửu tông chúng ta dịu võ dương oai yên nhi nhíu mày, hừ một tiếng, đi ra ốc xá, ở ngoài núi an ủi những đồng môn đến bái kiến sư tôn. Cứng trắng vừa đi ra khỏi, Yên Nhi lập tức nhíu mày, nàng nhìn thấy phía ngoài ngoại trừ đồng môn cửu tông ra, cũng không thiếu khuôn mặt xa lạ, hiển nhiên là thiên kiêu những tông khác, gần như đem đệ cửu tông trở thành nhà mình, gần như lâu dài cư ở lại, lúc này đang cười lạnh hướng nàng nhìn lại, chương 1828, mảnh gương thứ ba. Đối với những người ngoại tông này, đệ tử đệ cửu tông lúc bắt đầu thậm chí liên hợp lại muốn diệt sát bọn họ, nhưng chuyện này lại bị cao tần cùng với chí tôn đệ cửu tông ngăn trở dù sao xét đến cùng đệ cửu tông cũng là một trong chín đại tông môn thương mang phái cũng không phải là độc lập tại ngoại mặc dù những năm này đệ cửu tông đang ngoại khuếch trương thế lực khiến những tông môn khác cảm thấy kinh khủng thậm chí tu sĩ thuộc về ngoại bộ đệ cửu tông số lượng cũng vô cùng kinh khủng nhưng chung quy đệ cửu tông vẫn chưa cùng thương mang phái phân ra vả lại mượn thương mang thai đệ cửu tông chiếm được chỗ tốt rõ ràng nếu so với những tông môn khác thi hơn rất nhiều chẳng những là thương mang thai danh tiếng hiển hách áp quá những tông môn khác còn có đệ tử trong không phục cùng quốc ức bạo phát cũng để cho người kinh diễm quan trọng nhất là đệ tử đệ cửu tông dĩ nhiên hoàn toàn tập trung lại một chỗ lục đục với nhau cũng ít đi rất nhiều lắm toàn bộ trở thành đồng môn chân chính nhất trí đối ngoại loại lực ngưng tụ này những tông khác không phải không nhìn ra có thể đồng thời những tông khác cũng đều thu được không ít chỗ tốt vì thế cũng liền nguyện ý nhìn sự tình phát triển. Dĩ nhiên, quan trọng nhất còn là bởi vì tất cả chí tôn cửu nguyên thương mang phái, 10 năm này cũng không có trở về, ngoại trừ mạnh hạo là ở ngoài tìm mảnh vỡ gương đồng, những người khác đều ở trong minh cung, đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ, liền khiến cho những tu sĩ ngoại tông này chỉ cần không phải xúc phạm môn quy đệ cửu tông, liền cho phép bọn họ ở nơi này, nhưng mà cũng không phải bất kỳ kẻ nào đều có thể ở chỉ có người có danh ngạch trên thương mang thai đệ cửu tông mới có loại tư cách này đây chẳng khác nào là định ra một cái quy tắc đệ tử đệ cửu tông nếu như muốn xua đuổi những người ngoài kia rất đơn giản chiếm cứ toàn bộ thương mang thai thuộc về tông môn mình này còn không tự nhiên những người ngoài này không bị đuổi ra giờ này ở bên ngoài ngọn núi mạnh hạo bế quan khi yên nhi đi ra nàng liền thấy không ít người ngoại tông như vậy mắt lạnh quét tới yên nhi vẻ mặt bình tĩnh khi nhìn về phía đồng môn cửu tông nhà mình trên mặt nàng mới lộ ra mỉm cười nói trấn an nói tới sư tôn bế quang đang là mấu chốt những đệ tử trước mời mạnh hạo rời núi cuồng nhiệt đối với mạnh hạo cho dù mười năm trôi qua cho dù đồn đãi bay tán loạn vẫn như cũ không giảm rối rít ở dưới yên nhi trấn an liền bình tĩnh đột nhiên một tiếng cười lạnh từ trong đám người tu sĩ ngoại tông truyền ra một một tiểu nha đầu thật biết ăn nói nhanh mồm nhanh miệng a à. nhỏ nhoi vấn đỉnh tu vi nhưng lại khiến nhiều người nghe theo như vậy nhưng mà chuyện này ở chúng ta xem ra chẳng qua là hồ giả hổ uy thôi. Sư tôn ngươi nếu không dám ra núi, ngươi có dám đi sông thương mang thai hay không? Hoặc là ngươi nói, nếu như chúng ta làm thương ngươi, sư tôn ngươi sẽ tiếp tục làm con rùa đen rút đầu hay không? Đám tu sĩ ngoại tông này cười ha ha, truyền ra âm thanh châm chọc, đưa tới bốn phía đệ tử đệ cửu tông phẫn nộ nhìn, mơ hồ, dường như tức giận sắp bạo phát. Nếu là đổi yên nhi 10 năm trước, lúc này nàng nhất định phẫn nộ, nhưng giờ này yên nhi nàng dĩ nhiên trưởng thành hơn rất nhiều giờ này nghe vậy nàng cười cười trong mắt có chút lạnh như băng đối mặt những tu sĩ ngoại tông tu vi không phải tiên cảnh chính là cổ cảnh nàng nhàn nhạt lên tiếng ta thuở thiếu thời không hiểu chuyện có một lần đi ra ngoài tham dự phường thị trên đường bị một vị tu sĩ đệ bác tông bắt đi muốn ta làm lô đỉnh yên nhi thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền ra mọi người xung quanh đều nghe được không biết lời này của yên nhi ý gì đều nhìn sang những đệ tử ngoại tông kia cũng đều nhíu mày, nhưng cười lạnh như cũ. Ở đệ bát tông, người kia tác ta một bàn tay rất đau, vì thế sư tôn ta mời tới chí tôn thứ chín, lão nhân gia giết nhất mạch tộc nhân xích phong lão tổ, chém chết rất nhiều cường giả nhạo bán. Lúc đó ta không hiểu chuyện, nhiều năm sau hồi tưởng, bên trong đó có cổ cảnh, có đạo cảnh, có đạo chủ, đúng rồi, còn có đạo tôn, yên nhi mỉm cười, nhưng thanh âm của nàng lại làm cho bốn phía người mạnh liệt yên tĩnh về phần sư tôn ta cũng bởi vậy bị kích thích một chút cảm giác mình dường như rất vô dụng không bảo vệ được đồ đệ vì thế lựa chọn đi thương mang thai hắn muốn để cho mình danh khí lớn hơn một chút như vậy sau này khi có người khi dễ ta sẽ không dám khiêu khích vì thế sư tôn đi thương mang thai chiếm được thứ nhất khai sáng thập trọng thiên yên nhi mỉm cười lên tiếng nhưng thanh âm của nàng lại làm cho tất cả mọi người xung quanh mở to mắt chuyện này bọn họ trước không biết thời khắc này nghe nói mới biết nguyên lai nguyên nhân phương một sông thương mang thai lại là vì vị đệ tử này bị khi dễ. Những đệ tử ngoại tông kia sắc mặt cũng thay đổi, mặc dù trước bọn họ lên tiếng như vậy, nhưng đối với mạnh hạo kiên kỵ thủy chung mãnh liệt, còn có một lần, ta không một tông nào, một vị trí tôn mang tộc nữ đi tới ngọn núi này. Vị tộc nữ kia nói mạo phạm ta, vì thế cho dù vị trí tôn kia ở đây, sư tôn cũng xuất thủ, tác tộc nữ hai bàn tay, vỡ nát đạo tâm, cho nên, nếu như các ngươi thật hy vọng sư tôn ta rời núi đi nghiền ép các ngươi, như vậy ta đứng ở chỗ này, các ngươi nghĩ đến làm thương ta, ta không tránh ra, yên nhi cười, nụ cười của nàng rất đẹp, nhưng rơi vào trong mắt những người ngoại tông bốn phía lại là từng tên một nội tâm lột bột một tiếng, không có can đảm này, liền lăn ra khỏi nơi này cho bổn cô nương. Chờ giây lát, mắt thấy bốn phía người trầm mặt, yên nhi bỗng nhiên thanh âm nghiêm khắc, truyền khắp bốn phía, lúc này mới xoay người đi hướng trên núi cho đến yên nhi ly khai ngoài núi đệ tử đệ cửu tông đều cười ha ha một tiếng châm biếm nhìn những tu sĩ ngoại tông kia từng người tản đi mà những tu sĩ ngoại tông sắc mặt đều rất khó nhìn hừ lạnh cũng đều ly khai nơi này một màn này rất nhiều người thấy được mạnh hạo ở trên núi bế quan lúc này mỉm cười tiếp tục hai mắt nhắm nghiền không để ý tới nửa chuyện bên ngoài mười năm này hắn ở trong bế quan toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trên tiên hồn đăng tắt trong cơ thể giờ này toàn thân hồn đăng đã bị hắn tắt hơn chín thành, vẫn còn dư lại 10 ngọn đèn thiêu đốt, muốn tắt, trừ phi có cơ duyên, nếu không trong thời gian ngắn khó có thể làm được, mà bổn tôn hắn thu được mảnh gương thứ ba cũng không phải là đặc biệt thuận lợi. Đầu cử tích khổng lồ kia mặc dù trên chiến lực kém mạnh hạo bổn tôn một tia, nhưng lại có chút giảo hoạt, trong cơ thể làm chiến trường, một ngụm cắn nuốt mạnh hạo bổn tôn sau, lấy hồn đi chiến, giờ này 10 năm trôi qua, trận hồn chiến này còn chưa kết thúc không sai biệt lắm đoán chừng có mấy tháng nữa bổn tôn liền có thể áp chế đầu cự tích kia thu được mảnh gương thứ ba mạnh hạo lẩm bẩm tiếp tục đắm chìm trong tắt đèn mấy tháng sau trong thiên mang tinh không mênh mang chỗ ba lốc xoáy sở tại trong lốc xoáy thứ hai đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang một tiếng gầm nhẹ mang đau khổ ý từ trong lốc xoáy truyền ra đất trung núi lở một cổ lực lượng cuồng bạo rầm rầm bạo phát có thể thấy được ở trong chỗ lốc xoáy thứ hai một cự tích khổng lồ lúc này thân thể vặn vẹo không ngừng cuồn cuộn trong thân thể của nó thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ như thiên lôi vậy kéo dài không lâu cự tích này mạnh rống lớn mở to miệng học ra một cổ khí tức khí tức này như cuồng phong khiến cho lốc xoáy đều vặn vẹo mơ hồ một đạo thân ảnh từ trong miệng bay ra thân ảnh ấy chính là mạnh hạo bổn tôn. tay phải của hắn lúc này mảnh che tay màu đen bao trùm trong lòng bàn tay bất ngờ có một mảnh gương đang nhanh chóng hòa tan sáp nhập vào trên mảnh che tay, khiến cho mảnh che tay này lan tràn, uy áp mạnh hơn. Cự tích cắt cao nhìn chầm chầm mạnh hạo, hét lớn một tiếng, thân thể lại chậm rãi lui về sau. Mười năm, nó thủy chung không thể nghiền ép mạnh hạo, đến cuối cùng, ngược lại bị mạnh hạo gây thương tích, cướp đi mảnh gương kia. Lúc này mắt thấy mạnh hạo khí thế cuồng bạo hơn, cự tích vẻ mặt lộ ra kiên kỵ mãnh liệt, ngươi đã lấy được bảo này, còn không rời đi. Trong miệng cự tích truyền ra tiếng động thương tang, thần niệm tản ra, khiến cho bốn phía hư vô run rẩy. Mạnh hạo bổn tôn lãnh ngạo, nhìn cự tích, không nói chuyện, cự tích rất mạnh, vượt ra khỏi trưởng giáo cùng với Bạch Vũ Trần, là kẻ mạnh nhất trong cửu nguyên đỉnh phong mạnh hạo từng gặp được, nếu không, cũng sẽ không hao phí hắn 10 năm, mới cầm được mảnh gương này tới tay, cho đến khi mảnh gương trong tay hoàn toàn hòa tan trở thành một phần áo giáp, mạnh hạo nhìn cự tích trước mắt này, hai mắt nhoáng lên một cái, ngươi có nguyện theo ta cùng nhau rời khỏi nơi này cho ta hiệu lực ngàn năm chờ ngươi siêu thoát sau ngươi lại nói với ta câu nói này ta có lẽ còn sẽ đồng ý cự tích sửng sốt sau đó cười ha hả trong mắt sát cơ lóng lánh mặc dù nó kiên kỵ mạnh hạo nhưng nếu nói là vì điều này mà hiệu lực ngàn năm trừ phi mạnh hạo có chiến lực có thể so với siêu thoát nếu không ở nó xem ra chính là chê cười mạnh hạo cũng không ngại thâm ý sâu sắc liếc nhìn cự tích mỉm cười cứ quyết định như vậy đi không cần bao lâu ta sẽ lại tới tìm ngươi mạnh hạo xoay người nhoáng lên một cái nháy mắt đã đi xa cự tích vẻ mặt lộ ra khinh thường đối với lời nói của mạnh hạo không để ở trong lòng sau khi mạnh hạo rời đi nó lần nữa nhắm mắt lại ngủ say trong lốc xoáy mạnh hạo bổn tôn ở trong tinh không bay nhanh cảm thụ dao động ba mảnh gương ở cùng một chỗ hướng về chỗ mảnh gương te sở tại gào thép mà đi đồng thời trong lúc đó thương mang tinh đại lục thứ 9, trong đệ cửu tông trong ngọn núi phân thân mạnh hạo sở tại, tiên kiếp yên nhi phủ xuống. Tiên kiếp này không giống mạnh hạo, không có long trời lỡ đất như vậy, giống tiên kiếp những người khác, cho nên mạnh hạo không đi tương trợ, mà là đứng ở bên cạnh yên nhi, nhìn yên nhi đổ kiếp, lôi kiếp nổ vang, không ngừng rơi xuống. Yên nhi ở trong tiên kiếp, cả người hoàn thành một lần lột xác từ phàm tới tiên. Loại lột xác này khiến cho cả người nàng tản ra xinh đẹp kinh người hơn, mơ hồ có một tia khí tức xuất trần, thậm chí khi mạnh hạo nhìn lại, hắn sửng sốt một chút, vì bộ dáng này của Yên Nhi, dần dần cùng sở Ngọc Yên trong trí nhớ mạnh hạo chồng lên cùng một chỗ, trận tiên kiếp này, kéo dài ba ngày kết thúc, khi một đạo lôi kiếp cuối cùng tiêu tán, trên người Yên Nhi tán phát ra tiên khí nồng đậm, tiên mạch nàng cũng dĩ nhiên mở ra, lúc này đứng ở giữa không trung giống như tiên tử, nhìn mạnh hạo, Yên Nhi nở nụ cười, sư tôn, Yên Nhi thành tiên rồi, ngươi có phải cấp cho Yên Nhi một món lễ vật hay không a? À? Mạnh hạo cười lắc đầu, hắn thoạt nhìn tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng cho người có cảm giác rất thương tan, lúc này ánh mắt nhu hòa, khi đang muốn lấy ra lễ vật chuẩn bị xong, Yên Nhi lại lắc đầu, trong mắt mang giảo hoạt, nhẹ giọng lên tiếng, sư tôn, Yên Nhi không cần pháp bảo, không cần đan dược, cũng không cần công pháp, ta nghĩ lại một lần nhìn sư tôn, Người ở trên dãy núi, hướng về Yên Nhi mỉm cười, Yên Nhi trong mắt lộ ra khác thường, nhìn chầm chầm mạnh hạo, thanh âm êm dịu, một màn này khiến mạnh hạo hoảng hốt, loáng thoáng dường như nhận không rõ, nàng là Yên Nhi, hay là, sở Ngọc Yên, chương 1829, muốn đạp thương mang cát tông. Mạnh hạo trầm mặt, hắn không biết, lúc mới đầu mình nhìn thấy hồn của sở Ngọc Yên, vì thiếu sở Ngọc Yên tình cảm cả đời nên lựa chọn trả lại cho nàng một đời tình thầy trò, không biết làm vậy có chính xác hay không, trong tim của hắn đã không chứa được những thứ khác. Trong đó tràn đầy cừu hận đối với Sơn Hải giới bị hủy diệt, tràn đầy tưởng niệm đối với Sơn Hải điệp, tràn đầy mờ mịt đối với bí mật ẩn giấu trong tinh không mênh mang này. Hắn chỉ là muốn bảo vệ sở Ngọc Yên, muốn tốt nhất cho nàng, muốn hết thảy đều là tốt nhất. Hắn không muốn nàng bị làm thương tổn chút nào, hắn muốn nàng vui vẻ, mạnh hạo trầm mặt, làm cho Yên Nhi có phần thấp thỏm lo âu. Nàng không biết mình có làm sai chỗ nào hay không, nàng cắn môi đứng ở trước mặt mạnh hạo, nhìn mạnh hạo, nhìn tiểu lão đầu trước mắt này, mạnh hạo mơ màng, thời gian trôi qua, rất nhanh đến sáng sớm. Ở ngoài núi này vì mấy ngày trước có người sông lên thương mang thai, không có lay chuyển thứ hạng trước 10, nhưng lại thành công chen lấn rơi xuống vị thiên kiêu đệ cửu tông ở thứ hạng 13 và 17, lại tạo thành một vòng so đấu giữa đệ tử đệ cửu tông và đệ tử ngoại tông. Từ đó đệ tử đệ cửu tông tới ngoài ngọn núi của Mạnh Hạo, kêu gọi Mạnh Hạo rời núi dần dần vang vọng nhiều hơn, mời đại sư huynh rời núi, đại sư huynh, rời núi đi, đại sư huynh. Mời ngài rời núi thanh âm dần dần truyền đến, càng ngày càng nhiều. Một ngày này số lượng tu sĩ ở ngoài núi đã lên tới mấy chục ngàn, bọn họ khát vọng nhìn thấy bóng dáng Mạnh Hạo, khát vọng thấy được huy hoàng của 10 năm trước, trong thanh âm mãnh liệt mang theo chân thành của họ, mang theo cuồng nhiệt của họ, mang theo khát vọng của họ, mặc dù mấy ngày nay lời nói bêu xấu và khiêu khích đối với Mạnh Hạo như vậy, cũng càng ngày càng nhiều, tràn ngập cả thương mang phái, nhưng đệ tử đệ cửu tông, thủy chung không dao động chỉ là bọn họ uất ức, bọn họ phẫn nộ, bọn họ hy vọng đại sư huynh của họ rời núi hung hăng đánh trả. Khi thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt, Yên Nhi cúi đầu, càng bất an hơn, vẻ mơ màng của Mạnh Hạo từ từ tiêu tán, hắn nhìn Yên Nhi, trong mắt lần nữa nhu hòa, giống như Yên Nhi khi còn nhỏ, hắn nâng tay lên nhẹ nhẹ vỗ đầu Yên Nhi, "Được rồi." Mạnh Hạo cười cười, Yên Nhi co rụt đầu lại, nhìn Mạnh Hạo. Khi thấy nụ cười của Mạnh Hạo, dường như nàng thấy được trời quang trong mắt sáng rực tâm tình lập tức sụp sôi sư tôn sư tôn đệ tử đều nghĩ tốt rồi ngài lại đi thương mang thai một lần nữa mở ra thập trọng thiên thế nào yên nhi hưng phấn lên tiếng nàng rất hy vọng nhìn thấy bộ dáng của đám tu sĩ ngoại tông kia bị đã kích lần nữa như vậy không có ý nghĩa mạnh hạo lắc đầu cười phất tay áo đi ra ngoài núi yên nhi chạy theo sát phía sau a à, vậy sư tôn muốn làm thế nào những năm gần đây yên nhi đã trưởng thành lớn lên ở trước mặt người ngoài tính cách của nàng dường như có thể một mình đảm đương một phía nhưng ở trước mặt mạnh hạo nàng lại biến thành tiểu nha đầu mạnh hạo không trả lời đi ra ngoài núi khi thân ảnh của hắn xuất hiện mấy chục ngàn đệ tử đệ cửu tông ở ngoài núi vừa thấy rõ là mạnh hạo toàn bộ đều phấn chấn kích động sôi trào phát ra tiếng treo hò mãnh liệt thậm chí các tu sĩ ngoại tông bốn phía kia, vốn đều đang cười lạnh nhìn một màn này, cho rằng sẽ giống như thường ngày, phương một như cũ sẽ co đầu rút cổ. Thế nhưng ngay sau đó, khi bọn họ thấy thân ảnh của Mạnh Hạo, tâm thần mỗi người đều chấn động, uy danh của Mạnh Hạo, cho dù đã qua 10 năm, nhưng vẫn còn tạo thành uy hiếp mãnh liệt đối với bọn họ. Ngay khi các đệ tử ngoại tông này đều tâm thần rung lên, hô hấp dồn dập, lập tức lấy ra ngọc giảng vội vàng báo về chuyện này cho những thiên kiêu đứng đầu của tông môn từng người. Vì thế, rất nhanh, Mạnh Hạo rời núi, liền giống như cuồng phong quét ngang cả đệ cửu tông. Vô số tu sĩ đệ cửu tông đã đè nén 10 năm vừa nghe được tin tức này, lập tức phấn chấn. Tận đáy lòng của họ, 10 năm này hoặc ít hoặc nhiều đều có chút oán trách Mạnh Hạo, nhưng thời khắc này, những lời oán trách khoảnh khắc tiêu tan, tất cả đều trong kích động tức khắc bay ra, đại sư huynh rời núi, đại sư huynh rời núi ha ha. Rốt cục chờ đến một ngày này. Đại sư Huynh rời núi, chắc chắn quét ngang tất cả mọi người, dần dần, người đến càng ngày càng nhiều, bốn phía ngọn núi nơi mạnh hạo, nhân số từ mấy chục ngàn biến thành hơn một trăm ngàn, rồi sau đó trên một triệu, tiếp theo mấy chục triệu, còn đang tăng lên, cầu vòng từ bốn phương tám hướng bay tới, vô số đếm không hết, mà đám thiên kiêu ngoại tông kia, cũng bị chấn động, nhận được ngọc giảng đến từ đệ tử tông môn, biết được chuyện này, từng người đều hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra tia sáng rực, bọn họ ở chỗ này khiêu khích 10 năm, chờ đợi 10 năm, mục đích chính là bức bách mạnh hạo ra tay lần nữa, chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội đi khiêu chiến, mới có cơ hội đi đánh bại mạnh hạo, tạo nên truyền kỳ, phương một. Người cuối cùng rời núi rồi. Trong đệ cửu tông, chỗ đám người đệ nhất tông, một thanh niên tóc xám hít sâu một hơi, trong mắt lóe sáng một cái, trực tiếp đi ra, phía sau hắn mọi người ào ào xuất hiện, với hắn làm trung tâm chạy thẳng lên bầu trời, tại chỗ người của đệ nhị tông, một nữ nhân cũng đứng lên, trong mắt lộ ra chiến ý, dường như nhiệt huyết sôi trào, gào thét bay lên, chờ đợi 10 năm, phương một. Ngươi đừng để ta thất vọng, 10 năm trước ngươi sáng lập một cái truyền kỳ, 10 năm sau, ta muốn tự tay sáng tạo truyền kỳ nghiền nát ngươi, 10 năm này, ta bỏ ra nhiều lắm, rốt cục chuẩn bị hoàn thành. Lần này, ta nhất định có thể vượt qua phương một, ngoại giới đồn đãi phương một bị thương, như vậy lần này chính là cơ hội của ta. Đệ Tam Tông, Đệ Tứ Tông, Đệ Ngũ Tông, tất cả thiên kiêu ngoại tông trong chính tông, thời khắc này toàn bộ xuất hiện, khu chung đánh trống, muốn vào hôm nay, ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo rời núi, đi khiêu chiến với Mạnh Hạo, cả đệ cửu tông hoàn toàn sôi trào, khi vô số người tập trung trên ngọn núi của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đứng ở ngoài núi, nhìn vô số thân ảnh bốn phía, hắn mỉm cười, ông quyền cúi đầu thật sâu về hướng mọi người bốn phía, đại sư huynh. Không đợi mạnh hạo lên tiếng, thanh âm của mọi người trong kích động cùng phấn chấn tức thì kêu lên vang trời, tạo thành sóng âm rung động bầu trời, yên nhi ở bên cạnh mạnh hạo, thời khắc này thần thái trong mắt nàng bay bổng, yên nhi. Vừa rồi ngươi hỏi ta, muốn làm thế nào? Mạnh hạo nhìn mọi người bốn phía, nhìn thiên kiêu ngoại tông từ đàn xa cấp tốc bay tới kia, mở miệng cười ta dẫn ngươi đi xem phong cảnh. Mạnh hạo cười nói, yên nhi nghe được câu này, hơi sửng sốt. Cùng lúc đó, mạnh hạo phất tay áo thân mình chợt bay ra, trong chớp mắt thanh âm của hắn vang vọng bốn phương tám hướng, chư vị đạo hữu, có nguyện ý theo ta đi đệ bát tông, đệ thất tông, đệ lục tông, cho đến đệ nhất tông, chúng ta đi xem thử thương mang thai của họ thế nào. Mạnh hạo vừa nói trong mắt vừa sáng rực, đây là lễ vật hắn tặng cho yên nhi, cũng là sau khi hồn đăng của hắn đạt tới cực hạn, cần một lần đột phá. Ngay khoảnh khắc thanh âm của hắn truyền ra, đệ tử đệ cửu tông bốn phía thoáng tĩnh lặng một chút, ngay sau đó, bùng phát ra tiếng hoang hô long trời lở đất, vô số người kích động reo hò, thậm chí vị trí tôn thất nguyên của đệ cửu tông kia, cũng đều tươi cười nhìn về hướng nơi này, nếu như thế, ta sẽ giúp bọn họ một tay. Mười năm nay, những đứa bé này đều đè nén quá lâu rồi. Chí tôn lắc lắc đầu cười, phất tay một cái lập tức cả bầu trời chấn động nổ vang dần dần lại xuất hiện một trận pháp bao phủ phạm vi vô cùng to lớn trận pháp này trong tiếng nổ tầm ầm tràn ra đợt đợt lực lượng truyền tống mạnh hạo thân thể nhoáng lên một cái chạy thẳng tới trận pháp yên nhi theo sát phía sau hắn được lực lượng tu vi của hắn bao phủ cùng lúc bay ra đồng thời các đệ tử đệ cửu tông cũng trong kích động toàn bộ bay thẳng lên tới trận pháp còn có đám thiên kiêu ngoại tông kia sau khi nghe lời nói của Mạnh Hạo, cũng đều sửng sốt một chút, rồi từng người biến sắc, đồng loạt bay lên bước chân vào trận pháp, trong tiếng nổ rầm rầm quanh quẩn, trong nháy mắt trận pháp phát động, khoảnh khắc biến mất. Khi xuất hiện lại, bất ngờ đã xuyên qua đại lục, tới đại lục thứ 8, bên trên đệ bát tông, vô số bóng người lộ ra, đệ bát tông chấn động, mỗi một đệ tử đệ bát tông đều giật mình nhìn lên bầu trời càng trở nên hoảng sợ khi thấy thân ảnh mạnh hạo hiện ra trong đệ bát tông. Phương một đệ cửu tông, hôm nay tới đây, xông lên thương mang thai của đệ bát tông. Trong thanh âm này quanh quẩn, không đợi đệ tử đệ bát tông kịp phản ứng, mạnh hạo đã mang theo yên nhi cùng bay ra, đệ bát tông không thể ngăn cản, cũng không nghĩ ngăn cản. Dù sao 10 năm nay, thiên kiêu của tông môn bọn họ, đi xông lên thương mang thai của đệ cửu tông, cũng không biết bao nhiêu lần. Yên nhi phấn chấn, cùng theo mạnh hạo chạy thẳng tới thương mang thai của đệ bát tông, xuyên qua bên cạnh vô số đệ tử đệ bát tông, sau đó, xuất hiện dưới chân núi thương mang thai, yên nhi, muốn cùng đi với vi sư hay không? Dưới chân núi thương mang thai, mạnh hạo nghiêng đầu nhìn yên nhi, hỏi, yên nhi sửng sốt, trái tim của nàng ngay lúc này tăng tốc nhảy lên, thình thịch, trong ốc kêu ông ông, giống như ứ đầy máu, ngẫn người ở đó, nàng chỉ là muốn nhìn xem hình dáng của sư tôn xuất hiện trên đỉnh núi, lại không nghĩ rằng sư tôn muốn mang mình cùng đi thời khắc này nàng lập tức nhớ lại trước đó sư tôn nói mang mình đi ngắm phong cảnh đệ tử đệ tử không muốn à muốn yên nhi lập tức lớn tiếng nói sợ mạnh hạo không mang mình theo mạnh hạo cười ha hả một tràng xoay người đi tới hướng thương mang thai yên nhi hưng phấn vội đi theo sát phía sau có mạnh hạo bảo vệ dường như hết thảy địa phương hung hiểm đầm rồng hang hổ nàng đều có thể an tâm đi cùng trong nháy mắt Mạnh Hạo mang theo Yên Nhi bước lên ngọn núi thương mang thai của đệ bát tông, hơn mấy triệu đệ tử đệ cửu tông ở bốn phía, cùng một lúc treo hò hoang hô, mà đệ tử đệ bát tông, cũng phần lớn bay tới, từng người đều sắc mặt khó coi. Đột nhiên, trên ngọn núi có tiếng chuông truyền ra, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng. Vô số tiếng, tiếng chuông này âm vang quanh quẩn liên tục, dường như vô biên vô tận, mà lúc này Mạnh Hạo mang theo Yên Nhi đang đi lên ngọn núi thương mang thai bậc 10.000, bậc 30.000, bậc 70.000, bậc 90.000, cho đến bậc 100.000. Tiếp sau đó tiếng chuông thương mang thai rền vang, đệ nhất trọng thiên, đệ nhị trọng thiên, đệ tam trọng thiên. Lần nữa xuất hiện một màn giống như 10 năm trước, chỉ có điều thời gian cực nhanh khó có thể hình dung, nghe nói mà rợn cả người, không tới một nén nhang, thập trọng thiên, xuất hiện trong thiên địa, chương 1830, khiêu chiến các tông. Khi tiếng chuông chấn động, mạnh hạo mang theo yên nhi đứng ở trên thập trọng thiên gió núi gào thét thổi tới nhìn về biển mây nơi xa thân thể yên nhi dưới những tiếng chuông này lần lượt được thanh tẩy chỗ tốt đối với nàng cực lớn khó có thể hình dung có thể nói cơ duyên cực lớn gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ hồng nàng không thèm để ý thu được tạo hóa nàng để ý chính là sư tôn ở bên cạnh mang theo mình nhìn về thiên địa xa xa cảm giác này khiến nàng bị cuốn hút không thôi yên nhi nhìn mây mù ngọn núi thiên địa xa xa kia hãy nhớ kỹ hình ảnh này một người tầm mắt bao lớn bố cục của hắn sẽ bao lớn tâm của hắn cũng sẽ bao lớn tu sĩ chúng ta tu không phải thân tu chính là tâm mạnh hạo nhẹ giọng lên tiếng mạnh hạo nói giọng êm dịu hòa tan vào luồng gió thổi qua trên thập trọng thiên này rơi vào trong tai yên nhi ở trong lòng của nàng thật lâu không tiêu tan có lẽ cho dù rất nhiều rất nhiều năm sau yên nhi nhớ lại một màn này cũng sẽ nhớ lại một khắc sư tôn ở bên cạnh nhẹ giọng với với mình kia tu sĩ sở tu không phải thân mà là tâm yên nhi ngưng mắt nhìn thiên địa xa xa giờ khắc này trời cùng đất lần lượt thay đổi thế giới thương mang còn có chỗ tinh không vô tận xa hơn kia dường như toàn bộ đều rơi vào trong lòng của nàng trên thập trọng thiên thanh âm êm dịu của mạnh hạo quanh quẩn ngoài ra cũng chỉ có gió đang rít gào dường như cả thế giới lập tức biến thành chậm chạp dường như trong trời đất này chỉ còn lại có một đôi thầy trò hai người này, thật lâu, thật lâu sau, tiếng hoang hô của đệ tử đệ Cửu Tông dần dần từ dưới thập trọng thiên truyền đến, vào giờ khắc này rung động thiên địa, mà đệ tử đệ Bát Tông thì toàn bộ mặt xám như tro tàn, về phần Thiên Kiêu các tông đi theo tới đây, thời khắc này đều nội tâm rung lên, tim đập thình thịch, hắn, trước đó dường như hắn nói, muốn đều đi một lần tất cả thương mang thai các tông. Những người này nhìn nhau một cái, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch. Chết tiệt, là ai truyền đi tin tức phương một này bị thương? Hắn, hắn đâu có bị thương. Thời khắc này rõ ràng là hắn mang theo đệ tử của hắn, cùng đi ngắm phong cảnh, tất cả mọi người đệ bát tông, đều đang chua sót, mà tiếng hoang hô của đệ tử đệ cửu tông cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, ba chữ đại sư huynh này, truyền khắp bốn phương tám hướng, cho đến trên bầu trời lần nữa xuất hiện trận pháp, lực lượng truyền tống lại một lần nữa nổ vang, mạnh hạo ngẩng đầu, trong mắt lóe sáng, mở miệng cười, đi thôi. Chúng ta đi đệ thất tông, Yên Nhi hít sâu một hơi, gật gật đầu, sau đó mạnh hạo phất tay áo, hai người trong ánh mắt của vô số tu sĩ, phóng lên cao, bay thẳng tới trận pháp giữa bầu trời, đệ tử đệ cửu tông, cũng đều trong hoang hô bay lên không trung, toàn bộ bước chân vào trận pháp, sau đó trong ánh mắt phức tạp và chua xót của vô số người đệ bát tông, mọi người đệ cửu tông, trong nháy mắt tiêu tán, bọn họ mặc dù đi rồi, nhưng cũng lưu lại một truyền kỳ thần thoại, áp lực làm cho các đệ tử đệ bát tông, tất cả thiên kiêu đều không thở được, trên thương mang thai của họ, cái tên phương một này vĩnh viễn trở thành thứ nhất, thậm chí bọn họ có thể tưởng tượng, chỉ sợ trong tương lai rất nhiều rất nhiều năm, cũng không có người nào có thể vượt qua, có thể thay vào vị trí đó, cái tên này, sẽ cùng theo đệ bát tông cho đến vĩnh hằng, đây là lễ vật mạnh hạo tặng cho yên nhi, cũng là lời đáp lại những tông môn khiêu chiến đệ cửu tông 10 năm nay các ngươi có thể tới sông lên thương mang thai của đệ cửu tông, như vậy, ta phải đi tông môn các ngươi, cầm đi vị trí thứ nhất trên thương mang thai của tông môn các ngươi, gọn gàng sạch sẽ, đáp trả đỉnh phong, trong tiếng nổ tầm ầm, trên đại lục thứ bảy, trong đệ thất tông, thời khắc này trận pháp xuất hiện, khi vô số thân ảnh đệ tử đệ cửu tông phủ xuống, lần nữa truyền ra thanh âm của mạnh hạo, đệ cửu tông, phương một, sông lên thương mang thai nơi này. Thanh âm còn đang truyền ra, trong đệ thất tông, thậm chí khi tiếng chuông còn đang vang vọng, Mạnh Hạo đã mang theo Yên Nhi kích động hưng phấn, bước lên thương mang thai của đệ thất tông. Trong rung động của đệ tử đệ thất tông và thiên kiêu các tông, tiếng chuông lần nữa nổi lên cuồn cuộn, từ bậc thứ nhất đến bậc một trăm ngàn, từ đệ nhất trọng thiên đến đệ thập trọng thiên, hết thảy lần nữa xuất hiện, tiếng chuông long trời lỡ đất, làm cho mỗi đệ tử đệ thất tông đều sắc mặt tái nhật. Lúc đó trên thập trọng thiên trên đỉnh thương mang thai của đệ thất tông, Yên Nhi thu được tạo hóa cực lớn không cách nào hình dung, toàn thân nàng được thanh tẩy, tu vi của nàng vào giờ khắc này đều sụp sôi. Khi phong cảnh thiên địa xa xa, lần nữa xuất hiện trong mắt Yên Nhi, trong cơ thể nàng vang lên tiếng, rắc rắc, dưới tiếng chuông thanh tẩy và trong tạo hóa này, tu vi của nàng rốt cục bùng phát, tăng tiếng vùng vụt. Một ngày này, chú định trong lịch sử thương mang phái, để lại một kỷ lục không thể xóa nhòa, vượt qua kỳ tích mạnh hạo khai sáng thập trọng thiên tại đệ cửu tông trước đây. Bởi vì vào ngày này, Mạnh Hạo hoàn thành cực hạn đỉnh phong nhất trên thương mang thai của toàn bộ thương mang phái từ trước tới nay, hắn muốn đạp lên thương mang thai của chính đại tông môn, toàn bộ xếp vị trí thứ nhất, toàn bộ mở ra thập trọng thiên, vả lại không phải chính hắn, mà còn mang theo đệ tử của hắn. Một ngày này, vô số người biết về Yên Nhi, vô số người hâm mộ đối với Yên Nhi. Ở trong vô số người hâm mộ đó, Mạnh Hạo mang theo Yên Nhi, từ đệ thất tông đi đệ lục tông, sau khi thập trọng thiên của đệ lục tông kêu vang lại đi đệ ngũ tông đệ tứ tông đệ tam tông đệ nhị tông bọn họ không có dừng lại quá lâu đi liên tiếp liên tục mở ra thập trọng thiên mà tu vi của yên nhi trong thời gian này cũng ở trong tạo hóa của mấy chỗ thương mang thai càng ngày càng bàn bạc nội tình sâu đậm vượt hơn xa thiên kiêu cho đến trên thương mang thai ở đệ nhất tông sau khi một lần nữa lại xuất hiện thập trọng thiên thiên địa chấn động trên đời rúng động trong ốc vô số người như tiếng sấm nổ vang cuồn cuộn, hô hấp dồn dập. đối với chuyện phát sinh ngày hôm nay, cả đời đều không thể quên được. chính đại tông, toàn bộ thập trọng thiên, phương một, phương một, hắn hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên kiêu của thương mang phái ta vô số năm qua. đáng tiếc tu vi hắn còn chưa đạt tới đạo cảnh, nếu không, ta thật rất mong đợi phương một ở trên siêu thoát lộ có thể đi tới trình độ nào. dù sao đạo cảnh trở xuống là thương mang thai đạo cảnh trở lên là siêu thoát lộ yên nhi đệ tử của hắn lần này được tiếng chuông các tông thanh tẩy thu được cơ duyên khó có thể tưởng tượng cả thương mang phái đều đang chấn động đều đang gồ lên mà tiếng hoang hô của đệ tử đệ cửu tông bay vọt tới đệ bát tông đệ thất tông đệ lục tông hết thảy theo mạnh hạo cuối cùng cũng hoang hô vang trời tại đệ nhất tông phương một đại sư huynh thanh âm liên tiếp mênh mông cuồn cuộn một ngày này mạnh hạo dẫn tới chấn động chẳng những khiến vô số đệ tử thương mang phái chấn động thậm chí cũng chấn khiếp cường giả đạo cảnh đạo chủ đạo tôn lần lượt trong trầm mặc từ các tông xuất hiện nhìn mạnh hạo trong một ngày này khai sáng kỳ tích sau khi thập trọng thiên của đệ nhất tông cũng xuất hiện chí tôn phủ xuống chí tôn đến từ chính đại tông môn mặc dù đều là thất nguyên nhưng họ cũng giống nhau bị hành động của mạnh hạo làm kích động mặc dù ở trong mắt bọn họ giữa bọn họ và mạnh hạo trên lệch nhiều lắm nhiều lắm nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được bất luận là thiên tư hay là tiềm lực tương lai phương một này đã vượt qua bọn họ rất nhiều thậm chí nếu như hết thảy thuận lợi như vậy một ngày nào đó phương một có thể đứng ở bên người của bọn họ hơn nữa rất có khả năng còn vượt qua bọn họ mầm móng chí tôn chí tôn thất nguyên của đệ nhất tông lẩm bẩm lên tiếng lập tức bốn chữ này được tất cả chí tôn thất nguyên của chính đại tông môn đang chú ý một màn này đều chấp nhận cho dù là vị lưu vân của đệ tam tông kia không thừa nhận điểm này cũng không được đích xác chính là mầm móng chí tôn mạnh hạo đích thật là mầm móng chí tôn bổn tôn hắn lại là chí tôn mạnh nhất phân thân giờ này nếu thật còn muốn đi con đường chí tôn mạnh hạo có nắm chắc có thể cũng đi tới cửu nguyên có lẽ thời gian sẽ hơi lâu một chút nhưng nhất định sẽ thành công chỉ là đây không phải lựa chọn của mạnh hạo nhiều hơn một phân thân chí tôn cửu nguyên, cũng không thể giúp hắn bước chân vào siêu thoát, sự lựa chọn của hắn chưa từng thay đổi, tự thân siêu thoát, hắn mang theo chuẩn bị những năm này, mang theo đệ cửu tông, mang theo tất cả thế lực phía ngoài, nếu có khả năng, mang theo cả quỷ hồn của Minh Cung, để đánh tới hướng. Tiên thần đại lục, ma giới đại lục, đánh tới hướng. 33 thiên, về tới quê hương của hắn, về tới Sơn Hải Điệp, về tới bên cạnh thân nhân bằng hữu của hắn vì sơn hải giới, báo thù, đây là chấp niệm cả đời đều không thể phai mờ, hắn còn muốn lần nữa tạo nên sơn hải giới, muốn làm sống lại bì đống, muốn triệu hoán cương đồng, cho dù nghịch chuyển thương mang, cũng nhất định phải làm cho được. Thời khắc này đứng ở trên Thập Trọng Thiên đệ Nhất Tông, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Phía dưới Thập Trọng Thiên, vô số đệ tử đệ Nhất Tông, từng người đều ánh mắt phức tạp, sắc mặt tái nhợt, bọn họ nhìn Mạnh Hạo trên Thập Trọng Thiên thời khắc này nội tâm chua xót thiên kiêu của đệ nhất tông lại lộ ra mờ mịt bọn họ đích xác là hùng ưng nhưng bọn họ không thể không thừa nhận khi bọn họ được sinh ra trong thời đại này đã tồn tại một ngọn núi cao một ngọn núi cao mà chú định cả đời này bọn họ đều không thể vượt qua o o o chương 1480, khiêu chiến tất cả các tông khi tiếng chuông chấn động mạnh hạo mang theo yên nhi đứng ở trên thập trọng thiên gió núi gào thét thổi tới nhìn về biển mây nơi xa thân thể yên nhi dưới những tiếng chuông này lần lượt được thanh tẩy chỗ tốt đối với nàng cực lớn khó có thể hình dung có thể nói cơ duyên cực lớn gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ hồng nàng không thèm để ý thu được tạo hóa nàng để ý chính là sư tôn ở bên cạnh mang theo mình nhìn về thiên địa xa xa cảm giác này khiến nàng bị cuốn hút không thôi yên nhi nhìn mây mù ngọn núi thiên địa xa xa kia hãy nhớ kỹ hình ảnh này một người tầm mắt bao lớn bố cục của hắn sẽ bao lớn tâm của hắn cũng sẽ bao lớn tu sĩ chúng ta tu không phải thân tu chính là tâm mạnh hạo nhẹ giọng lên tiếng mạnh hạo nói giọng êm dịu hòa tan vào luồng gió thổi qua trên thập trọng thiên này rơi vào trong tai yên nhi ở trong lòng của nàng thật lâu không tiêu tan có lẽ cho dù rất nhiều rất nhiều năm sau yên nhi nhớ lại một màn này cũng sẽ nhớ lại một khắc sư tôn ở bên cạnh nhẹ giọng với với mình kia tu sĩ sở tu không phải thân mà là tâm Yên nhi ngưng mắt nhìn thiên địa xa xa, giờ khắc này, trời cùng đất lần lượt thay đổi, thế giới thương mang, còn có chỗ tinh không vô tận xa hơn kia, dường như toàn bộ đều rơi vào trong lòng của nàng. Trên thập trọng thiên, thanh âm êm dịu của mạnh hạo quanh quẩn, ngoài ra, cũng chỉ có gió đang rít gào, dường như cả thế giới lập tức biến thành chậm chạp, dường như trong trời đất này, chỉ còn lại có một đôi thầy trò hai người này, thật lâu, thật lâu sau, tiếng hoang hô của đệ tử đệ cửu tông, dần dần từ dưới thập trọng thiên truyền đến, vào giờ khắc này rung động thiên địa, mà đệ tử đệ bát tông thì toàn bộ, mặt xám như tro tàn. Về phần thiên kiêu các tông đi theo tới đây, thời khắc này đều nội tâm rung lên, tim đập, thình thịch. Hắn, trước đó dường như hắn nói, muốn đều đi một lần tất cả thương mang thai các tông. Những người này nhìn nhau một cái, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch, chết tiệt, là ai truyền đi tin tức phương một này bị thương. Hắn, hắn đâu có bị thương. Thời khắc này rõ ràng là hắn mang theo đệ tử của hắn, cùng đi ngắm phong cảnh, tất cả mọi người đệ bát tông đều đang chua xót, mà tiếng hoang hô của đệ tử đệ cửu tông cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, ba chữ đại sư huynh này truyền khắp bốn phương tám hướng, cho đến trên bầu trời lần nữa xuất hiện trận pháp, lực lượng truyền tống lại một lần nữa nổ vang, Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong mắt lóe sáng, mở miệng cười, đi thôi. Chúng ta đi đệ thất tông, yên nhi hít sâu một hơi, gật gật đầu sau đó mạnh hạo phất tay áo hai người trong ánh mắt của vô số tu sĩ phóng lên cao bay thẳng tới trận pháp giữa bầu trời đệ tử đệ cửu tông cũng đều trong hoang hô bay lên không trung toàn bộ bước chân vào trận pháp sau đó trong ánh mắt phức tạp và chua sót của vô số người đệ bát tông mọi người đệ cửu tông trong nháy mắt tiêu tán bọn họ mặc dù đi rồi nhưng cũng lưu lại một truyền kỳ thần thoại áp lực làm cho các đệ tử đệ bát tông tất cả thiên kiêu đều không thở được trên thương mang thai của họ, cái tên phương một này vĩnh viễn trở thành thứ nhất, thậm chí bọn họ có thể tưởng tượng, chỉ sợ trong tương lai rất nhiều rất nhiều năm, cũng không có người nào có thể vượt qua, có thể thay vào vị trí đó, cái tên này, sẽ cùng theo đệ bác tông cho đến vĩnh hằng, đây là lễ vật mạnh hạo tặng cho yên nhi, cũng là lời đáp lại những tông môn khiêu chiến đệ cửu tông 10 năm nay. Các ngươi có thể tới sông lên thương mang thai của đệ cửu tông, như vậy, ta phải đi tông môn các ngươi, cầm đi vị trí thứ nhất trên thương mang thai của tông môn các ngươi, gọn gàng sạch sẽ, đáp trả đỉnh phong, trong tiếng nổ tầm ầm, trên đại lục thứ bảy, trong đệ thất tông, thời khắc này trận pháp xuất hiện, khi vô số thân ảnh đệ tử đệ cửu tông phủ xuống, lần nữa truyền ra thanh âm của mạnh hạo, đệ cửu tông, phương mộc, xông lên thương mang thai nơi này. Thanh âm còn đang truyền ra, trong đệ thất tông, thậm chí khi tiếng chuông còn đang vang vọng, mạnh hạo đã mang theo yên nhi kích động hưng phấn, bước lên thương mang thai của đệ thất tông. Trong rung động của đệ tử đệ thất tông và thiên kiêu các tông, tiếng chuông lần nữa nổi lên cuồn cuộn, từ bậc thứ nhất đến bậc một trăm ngàn, từ đệ nhất trọng thiên đến đệ thập trọng thiên, hết thảy lần nữa xuất hiện, tiếng chuông long trời lỡ đất, làm cho mỗi đệ tử đệ thất tông đều sắc mặt tái nhật. Lúc đó trên thập trọng thiên trên đỉnh thương mang thai của đệ thất tông, yên nhi thu được tạo hóa cực lớn không cách nào hình dung, toàn thân nàng được thanh tẩy tu vi của nàng vào giờ khắc này đều sụp sôi. Khi phong cảnh thiên địa xa xa, lần nữa xuất hiện trong mắt yên nhi, trong cơ thể nàng vang lên tiếng, rắc rắc, dưới tiếng chuông thanh tẩy và trong tạo hóa này, tu vi của nàng rốt cục bùng phát, tăng tiếng vùng vụt. Một ngày này, chú định trong lịch sử thương mang phái, để lại một kỷ lục không thể xóa nhòa, vượt qua kỳ tích mạnh hạo khai sáng thập trọng thiên tại đệ cửu tông trước đây. Bởi vì vào ngày này, Mạnh hạo hoàn thành cực hạn đỉnh phong nhất trên thương mang thai của toàn bộ thương mang phái từ trước tới nay. Hắn muốn đạp lên thương mang thai của chính đại tông môn, toàn bộ xếp vị trí thứ nhất, toàn bộ mở ra thập trọng thiên, vả lại không phải chính hắn, mà còn mang theo đệ tử của hắn. Một ngày này, vô số người biết về Yên Nhi, vô số người hâm mộ đối với Yên Nhi. Ở trong vô số người hâm mộ đó, Mạnh hạo mang theo Yên Nhi, từ đệ thất tông đi đệ lục tông, sau khi thập trọng thiên của đệ lục tông kêu vang, lại đi đệ ngũ tông đệ tứ tông đệ tam tông đệ nhị tông bọn họ không có dừng lại quá lâu đi liên tiếp liên tục mở ra thập trọng thiên mà tu vi của yên nhi trong thời gian này cũng ở trong tạo hóa của mấy chỗ thương mang thai càng ngày càng bàn bạc nội tình sâu đậm vượt hơn xa thiên kiêu cho đến trên thương mang thai ở đệ nhất tông sau khi một lần nữa lại xuất hiện thập trọng thiên thiên địa chấn động trên đời rúng động trong óc vô số người như tiếng sấm nổ vang cuồn cuộn hô hấp dồn dập đối với chuyện phát sinh ngày hôm nay cả đời đều không thể quên được chính đại tông toàn bộ thập trọng thiên phương một phương một hắn hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên kiêu của thương mang phái ta vô số năm qua đáng tiếc tu vi hắn còn chưa đạt tới đạo cảnh nếu không ta thật rất mong đợi phương một ở trên siêu thoát lộ có thể đi tới trình độ nào dù sao đạo cảnh trở xuống là thương mang thai đạo cảnh trở lên là siêu thoát lộ yên nhi đệ tử của hắn, lần này được tiếng chuông các tông thanh tẩy, thu được cơ duyên khó có thể tưởng tượng, cả thương mang phái đều đang chấn động, đều đang gồ lên, mà tiếng hoang hô của đệ tử đệ cửu tông, bay vọt tới đệ bát tông, đệ thất tông, đệ lục tông, hết thảy theo mạnh hạo, cuối cùng cũng hoang hô vang trời tại đệ nhất tông, phương một đại sư huynh. Thanh âm liên tiếp, mênh mông cuồn cuộn, một ngày này, mạnh hạo dẫn tới chấn động, chẳng những khiến vô số đệ tử thương mang phái chấn động, thậm chí cũng chấn khiếp cường giả đạo cảnh, đạo chủ, đạo tôn, lần lượt trong trầm mặt từ các tông xuất hiện, nhìn mạnh hạo trong một ngày này khai sáng kỳ tích, sau khi thập trọng thiên của đệ nhất tông cũng xuất hiện, chí tôn phủ xuống, chí tôn đến từ chính đại tông môn, mặc dù đều là thất nguyên, nhưng họ cũng giống nhau bị hành động của mạnh hạo làm kích động, mặc dù ở trong mắt bọn họ, giữa bọn họ và mạnh hạo chênh lệch nhiều lắm nhiều lắm, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được bất luận là thiên tư hay là tiềm lực tương lai phương một này đã vượt qua bọn họ rất nhiều thậm chí nếu như hết thảy thuận lợi như vậy một ngày nào đó phương một có thể đứng ở bên người của bọn họ hơn nữa rất có khả năng còn vượt qua bọn họ mầm móng chí tôn chí tôn thất nguyên của đệ nhất tông lẩm bẩm lên tiếng lập tức bốn chữ này được tất cả chí tôn thất nguyên của chính đại tông môn đang chú ý một màn này đều chấp nhận cho dù là vị lưu vân của đệ tam tông kia, không thừa nhận điểm này cũng không được. Đích xác chính là mầm móng trí tôn. Mạnh Hạo đích thật là mầm móng trí tôn. Bổn tôn hắn lại là trí tôn mạnh nhất. Phân thân giờ này nếu thật còn muốn đi con đường trí tôn, Mạnh Hạo có nắm chắc, có thể cũng đi tới cửu nguyên. Có lẽ thời gian sẽ hơi lâu một chút, nhưng nhất định sẽ thành công. Chỉ là, đây không phải lựa chọn của Mạnh Hạo. Nhiều hơn một phân thân trí tôn cửu nguyên cũng không thể giúp hắn bước chân vào siêu thoát. Sự lựa chọn của hắn chưa từng thay đổi, tự thân siêu thoát, hắn mang theo chuẩn bị những năm này, mang theo đệ cửu tông, mang theo tất cả thế lực phía ngoài, nếu có khả năng, mang theo cả quỷ hồn của Minh cung để đánh tới hướng Tiên thần đại lục, Ma giới đại lục, đánh tới hướng 33 thiên, về tới quê hương của hắn, về tới Sơn Hải Điệp, về tới bên cạnh thân nhân bằng hữu của hắn, vì Sơn Hải giới báo thù, đây là chấp niệm, cả đời đều không thể phai mờ hắn còn muốn lần nữa tạo nên sơn hải giới, muốn làm sống lại bì đống, muốn triệu hoán gương đồng, cho dù nghịch chuyển thương mang, cũng nhất định phải làm cho được. Thời khắc này đứng ở trên Thập Trọng Thiên đệ Nhất Tông, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Phía dưới Thập Trọng Thiên, vô số đệ tử đệ Nhất Tông, từng người đều ánh mắt phức tạp, sắc mặt tái nhợt, bọn họ nhìn Mạnh Hạo trên Thập Trọng Thiên, thời khắc này nội tâm chua xót, thiên kiêu của đệ Nhất Tông lại lộ ra mờ mịt bọn họ đích xác là hùng ưng, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, khi bọn họ được sinh ra trong thời đại này, đã tồn tại một ngọn núi cao, một ngọn núi cao mà chú định cả đời này bọn họ đều không thể vượt qua, chương 1831, đỉnh phong kiếp này. Trong trầm mặt, lúc này trong đệ nhất tông còn có một nữ nhân, giờ này đã trở thành thánh nữ. Nàng là hàng bối, nàng ngắm nhìn thập trọng thiên trên bầu trời, nhìn mạnh hạo, nhìn yên nhi, Đáy lòng của nàng không yên tĩnh, tuy rằng những năm gần đây, Mạnh Hạo không có tìm nàng phiền toái, nhưng nàng vẫn luôn sợ hãi. Mạnh Hạo càng quan tâm tới Sở Ngọc Yên, nàng càng cảm thấy an toàn, cũng càng sợ hãi, loại cảm giác này rất mâu thuẫn, nhưng lại vô cùng mãnh liệt, thậm chí ảnh hưởng tới kế hoạch nàng phải hoàn thành, vốn là nguyên nhân nàng xuất hiện ở Thương Mang phái, nàng không chỉ một lần muốn đi thăm dò, vì sao Mạnh Hạo phải tạo nên một cái phân thân như vậy, nhưng nàng không dám tới gần chỉ có thể từ bên cạnh ra tay, lại không dám quá phận, chỉ có thể suy đoán. Những năm gần đây, nàng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng không thể xác định. Thậm chí từ rất lâu, nàng cảm giác tất cả suy đoán của mình đều là sai lầm. Trong trầm mặt, hàng bối khẽ thở dài, thu lại ánh mắt, trên thập trọng thiên, gió núi rít gào, trong chú ý của mọi người, yên nhiên nhìn sư tôn bên cạnh, trong mắt của nàng càng phát sáng rực rỡ, dường như sư tôn trước mắt, trở thành thân ảnh cả đời trong lòng mình. Sư Tôn. Yên Nhi kêu lớn, ừm. Mạnh Hạo cười gật đầu, Sư Tôn, hả? Mạnh Hạo ngẩn ra, nhìn về phía Yên Nhi, Sư Tôn. Yên Nhi cười lần nữa kêu lên, Mạnh Hạo làm ra vẻ nghiêm túc, nâng tay lên vỗ đầu Yên Nhi một cái, rồi khi Yên Nhi hai tay ôm đầu bất mãn, Mạnh Hạo nghiêng đầu mỉm cười, biết tiểu nha đầu lúc này đang vô cùng vui vẻ, lúc ngẩng đầu, trong mắt của hắn lộ ra một chút ý chờ mong, thương mang thai, Đối với ta đã không còn có bất kỳ cơ duyên gì, như vậy kế tiếp, muốn tắt 10 ngọn đèn cuối cùng trong cơ thể ta, chỉ có Siêu Thoát Lộ của Thương Mang phái, trong Thương Mang phái, nổi tiếng nhất chính là Thương Mang Thai và Siêu Thoát Lộ. Đạo cảnh trở lên mới có thể bước chân vào Siêu Thoát Lộ, cũng không phải nói tu sĩ có thể đi lên con đường này là có thể cuối cùng siêu thoát, nhưng đây là một hy vọng, cũng là Siêu Thoát Pháp chính tông nhất trong Thương Mang phái, chỉ có điều là từ xưa đến nay cho dù là mấy người trưởng giáo, cũng không có đi hết siêu thoát lộ, không đi được đến tận cùng, thì như thế nào siêu thoát, con đường này, vô cùng gian nan, dường như không có đầu cuối, bất quá khiến cường giả đạo cảnh của thương mang phái cuồng nhiệt, là trên con đường này tồn tại vô số cơ duyên, có thể giúp cho tu vi người bên trong này tăng tiến vùng vụt, mạnh hạo hít sâu một hơi, hắn trong minh minh vào giờ khắc này có loại dự cảm mãnh liệt, ở trên siêu thoát lộ, Phân thân này của mình nhất định sẽ ngưng tụ ra ấn ký thứ nhất của cấm thứ 9, còn có bản thân hắn hoàn toàn ngưng tụ ra để cửu cấm cuối cùng để suy đoán, cũng sẽ ở trên siêu thoát lộ này, thu được đáp án, thế nhưng hắn không có lập tức lựa chọn đi siêu thoát lộ, bởi vì cảm giác của hắn nói cho hắn biết, con đường này, có lẽ sau khi mình bước lên, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, có lẽ, rất lâu, cũng đều không thể trở về, mà hắn ở trong thương mang phái này còn có một chút ràng buộc không thể dứt bỏ. Mạnh hạo liếc nhìn Yên Nhi bên cạnh, nhìn tu vi trong cơ thể Yên Nhi, theo cơ duyên trên thương mang thai đã hoàn toàn củng cố, thậm chí nhiều lần kéo lên, giờ này đã đến trình độ tiên cảnh trung kỳ. Tiếng chuông thanh tẩy của tám chỗ thương mang thai, giờ này chỉ là mới vừa hiển lộ, Mạnh hạo có thể nhìn thấy trong những năm tháng kế tiếp, tu vi của Yên Nhi sẽ tăng tiếng vùng vụt, bởi vì tư chất của nàng đã được thanh tẩy đến tốt nhất, mà kinh mạch cùng với bình cảnh trong tu hành của nàng cũng dưới tiếng chuông thanh tẩy kéo dài liên tục này, toàn bộ đã thông. Loại cơ duyên này phóng mắt nhìn thắp thương mang phái, chỉ có một mình yên nhi thu được. Có thể nói, con đường tu hành của nàng đã đi thông hướng đại đạo, đi thôi, chúng ta trở về đệ cửu tông. Mạnh hạo cười cười, trong tiếng hoang hô của đệ tử đệ cửu tông bốn phía, bọn họ bước chân vào trận pháp, trong tâm tư phức tạp và chua sót của đệ tử đệ nhất tông, bọn họ rời đệ nhất tông, trận pháp nổ vang, mang theo vinh dự quét ngang đệ bát tông đến đệ nhất tông mang theo vô số đệ tử đệ cửu tông mang tiếng reo hò của họ mang theo chấn động cả thương mang phái lại mang theo uy danh vô thượng và lại khai sáng thêm một truyền kỳ được xem là không thể có người vượt qua rời đi khi xuất hiện lại dưới thần thông của vị trí tôn đệ cửu tông kia bọn họ trực tiếp phủ xuống bầu trời đệ cửu tông theo trận pháp lộ ra vô số thân ảnh reo hò đi ra đã trở về bọn họ đã trở về Phương một đại sư huynh trở về, đại sư huynh, đại sư huynh, đệ cửu tông sôi trào, những đệ tử trước đó không tới kịp không được đi theo trận pháp truyền tống, thời khắc này toàn bộ phấn chấn, tiếng hoang hô vang trời, nên đón đồng môn cùng với đại sư huynh bọn họ trở về, một ngày này, là ngày lễ long trọng của đệ cửu tông, lần này hành động quét ngang những tông môn khác của mạnh hạo, khiến cho trong một thời gian dài, đệ tử đệ cửu tông đều sụp sôi đến cực hạn thậm chí các đệ tử ngoại tông còn ở lại đệ cửu tông kia, cũng gần như đều bỏ chạy toàn bộ, không có mặt mũi tiếp tục ở lại chỗ này, mà khiêu chiến kéo dài 10 năm nay, cũng vào giờ khắc này kết thúc, có quan hệ với hành động của Mạnh Hạo một ngày này, chỉ có một số người không nhiều lắm biết được là vì một câu nói của Yên Nhi, còn ở trong mắt hầu hết đệ tử, thậm chí mọi người của các tông môn khác, thì đây là Mạnh Hạo rõ ràng nói cho tất cả các thiên kiêu ngoại tông biết, các ngươi có thể ở chính trong tông các ngươi kiêu chiến ta không nên đi xa ngàn dặm đi tới đệ cửu tông vì để cho các ngươi thuận tiện một chút cho nên ta dứt khoát đều để lại tên của ta trên thương mang thai của tông môn các ngươi cả đệ cửu tông có thể nói bởi vì một người mạnh hạo sinh ra tinh thần đối với bên trên bọn họ có chí tôn thứ chính mãnh liệt bá đạo nhưng lại bao che khuyết điểm đối với bên trong bọn họ có phương một thiên kiêu chí cực quét ngang cả thương mang phái hết thảy khiến cho đệ cửu tông hoàn toàn bất đồng với những tông môn khác buổi lễ long trọng này kéo dài hơn một tháng mới dần dần bình thường lại nhưng ổn định chỉ là mặt ngoài toàn thể đệ tử đệ cửu tông phấn chấn sẽ không ngừng kéo dài loại cảm giác vinh dự đó chuyển hóa thành thuộc sở hữu và nhận đồng đối với đệ cửu tông sẽ vĩnh hằng tồn tại mà mạnh hạo trong một tháng này cũng không thể không gặp đồng môn người đi tới bái phỏng nối liền không dứt cho đến qua một tháng sau chẳng những không có giảm bớt ngược lại mạnh hạo có chút không chịu nổi lần nữa đóng cửa núi lại sau khi đóng cửa núi hắn không rời khỏi ngọn núi nửa bước cũng cự tuyệt hết thảy người tới chơi nhưng hắn cũng không có bế quan mà dùng tất cả thời gian truyền thụ pháp môn tu hành cho yên nhi thời gian từ từ trôi qua trong nháy mắt từ ngày mạnh hạo về lại đệ cửu tông đã qua đi ba năm ba năm nay hắn không tiếc tu vi bản thân giúp yên nhi tạo nên tiên mạch trong cơ thể đồng thời hắn không có giữ lại chút nào truyền thụ cho yên nhi kinh nghiệm tu hành cả đời này còn có hiểu rõ đối với đạo của hắn được mạnh hạo dốc lòng chỉ dạy tu vi của yên nhi lần nữa bạo phát tăng tiếng vùng vụt chẳng những cơ sở vững chắc lại hơn xa cùng thế hệ dường như yên nhi đã nhận ra điều gì trong mấy năm này dường như tiếng cười ít đi rất nhiều thi thoảng trong ánh mắt nhìn về phía mạnh hạo cũng có không đành lòng và lo lắng nàng và mạnh hạo sống gần nhau mấy chục năm đối với biến hóa của sư tôn này nàng rất là nhạy cảm những hình ảnh ba năm nay, nhiều lần khiến nàng có cảm giác mãnh liệt, sư tôn, sắp đi rồi. Loại cảm giác này, khiến nàng rất sợ hãi, cũng nhiều lần hỏi ra lời, nhưng mỗi lần mạnh hạo đều chỉ mỉm cười im lặng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía nàng nhu hòa hơn, thỉnh thoảng còn lộ ra hồi ức, cho đến lại qua đi 10 năm, tu vi của yên nhi không ngừng kéo lên, nhưng trong lòng nàng, lại càng ngày càng khẩn trương, có một lần nàng nhìn thấy ngọc giảng của sư tôn nơi đó, dường như là miêu tả về siêu thoát lộ trong tông môn một màn này khiến trái tim yên nhi nhảy bột một tiếng nàng biết siêu thoát lộ đó là một con đường chỉ có đạo cảnh mới có tư cách đi nghe nói bên trong có cơ duyên lớn lao nhưng dù là vậy người chân chính có can đảm đi vào cũng không nhiều lắm trên siêu thoát lộ rất nhiều hung hiểm vả lại siêu thoát lộ không phải như thương mang thai xây dựng ở trong tông môn mà đó là giới bên ngoài trong một khe nứt không gian của tinh không mênh mang một khi bước chân đi vào lập tức ngăn cách với ngoại giới thường thường mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể trở về vả lại cả đời tu sĩ chỉ được bước chân vào hai lần nếu như với tính tình của yên nhi trước kia nàng sẽ lập tức tìm sư tôn hỏi ý thậm chí dùng hết thảy phương pháp không cho sư tôn đi vào chỗ nguy hiểm như vậy nhưng giờ này nàng đã lớn đã trưởng thành nàng hiểu rõ lựa chọn của sư tôn hiểu rõ trong lòng sư tôn ẩn chứa chấp niệm mà mình không hiểu nàng chỉ có thể trầm mặc hồn đăng trong cơ thể mạnh hạo, cũng trong vòng 13 năm này, lần lượt tắt một số, tuy rằng chậm chạp nhưng cũng tắt ba ngọn đèn, thời khắc này chỉ còn lại có 7 ngọn đèn, thủy chung không thể tắt, mà yên nhi nơi này, rốt cục một năm sau, cũng đạt tới tiên cảnh đỉnh phong. Tốc độ như vậy vượt ra khỏi lẽ thường, đệ tử đệ cửu tông đều khiếp sợ, nhưng vừa nghĩ tới sư phụ của nàng là mạnh hạo, dường như hết thảy đều đổi thành hợp tình hợp lý, dù sao, cơ duyên từ tám tòa thương mang thai kia, tuyệt đối không tầm thường, cũng chính trong năm này, Yên Nhi đón nhận cổ kiếp của nàng, mà một ngày này, cũng là một ngày mạnh hạo ngưng trọng nhất, hắn đích thân ra tay bày bố trận pháp, thậm chí dẫn động lực lượng thiên địa của đệ cửu tông hộ pháp, cho đến lúc cổ kiếp này kéo dài mấy ngày sau đó kết thúc, trong lòng mạnh hạo mới thở ra nhẹ nhõm, mạnh hạo nhìn Yên Nhi đã trải qua cổ kiếp, mở ra hồn đăng, đang nhắm mắt tĩnh tọa, thổ nạp tu luyện, trong mắt hắn càng nhu hòa. Tuổi của Yên Nhi hiện giờ, nếu là người phàm đã không còn nhỏ, nhưng đối với một tu sĩ cổ cảnh thì nàng vẫn còn tuổi xuân xanh, vả lại năm tháng không có để lại bất cứ dấu vết gì trên người nàng, càng ngày càng xinh đẹp, mà tính cách của nàng cũng từ từ trưởng thành, khi đối với người ngoài nàng là thiên kiêu đồng môn, đối nhân xử thế với người và vật, không thể không làm người ta thoải mái tán thưởng, duy chỉ có thời điểm đối mặt với mạnh hạo, mới để lộ ra bộ dáng tiểu cô nương nũng niệu kia. Chương 1832, nhìn lại con đường đời này. Ở trong mắt Mạnh Hạo, khí tức của Sở Ngọc Yên trên thân nàng cũng càng ngày càng nồng đậm, thậm chí rất nhiều lần, trong hoảng hốt hắn có chút không nhận rõ, nhất là thời khắc này, sau khi Yên Nhi trải qua cổ kiếp, đang khoanh chân ngồi đó hít thở, Mạnh Hạo ngắm nhìn thân ảnh trước mắt, trong mắt của hắn trở về hồi ức, đời trước, cảnh giới tiên này, Sở Ngọc Yên chưa có đi xong, còn đời này, nàng dưới trợ giúp của Mạnh Hạo, trong tu hành đã tiến dần từng bước, ta cũng đến lúc nên buông tay mạnh hạo nhỏ giọng lẩm bẩm ngắm nhìn yên nhi hắn biết sở ngọc yên cũng thế yên nhi cũng vậy đã lưu lại thân ảnh trong tâm thần của mình cả đời đều không phai mờ được mấy ngày sau yên nhi từ từ mở mắt ra nàng nhìn mạnh hạo nhìn cặp mắt của mạnh hạo dường như nàng đã hiểu trong mắt lộ ra ý không đành lòng từ nhiều năm trước nàng đã nhận ra lựa chọn này của mạnh hạo mà hôm nay trong ánh mắt sư tôn, loại thâm ý kia đã nói rõ hết thảy, sư tôn, yên nhi kêu lên, giọng hơi run run. sau cổ cảnh, là tắc hồn đang từng bước một, ngươi đều rõ rồi chứ. Mạnh hạo nhỏ giọng nói, còn có chỗ nào không rõ, hiện tại có thể hỏi ta, cả đời tu sĩ, trước cổ cảnh, nếu có người trợ giúp sẽ thuận lợi không ít. Thế nhưng sau cổ cảnh, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, trước sau khắc ghi một điều, tu sĩ chúng ta tu không phải thân, mà là tâm sư tôn. Yên nhi trong mắt chảy nước mắt, nhìn mạnh hạo gọi, thanh âm run rẩy hơn. Ta lưu lại cho ngươi chính cái ngọc giản, bên trong chính cái ngọc giản này ẩn chứa lực lượng thần thức của ta. Nếu gặp nguy hiểm, vật này có thể bảo vệ ngươi bình an. Mạnh hạo chậm rãi lên tiếng, từ trước tới nay, phân thân của hắn này đã đến rất gần đạo cảnh, lực lượng của bổn tôn nơi đó, hắn cũng có thể mượn tới không ít, chính cái ngọc giản này, Phóng ra chính là lực lượng thần thức của bổn tôn, đúng như hắn nói, ở thương mang tin này có thể bảo vệ yên nhi bình an, ta còn lưu lại cho ngươi bảy cuốn đạo thư. Bên trong ngưng tụ thuật pháp thần thông tu hành cả đời của vi sư, còn có đang dược 100.000 viên, là những năm này vì sư luyện chế chuyên dành cho ngươi. Có thể giúp con đường tu hành của ngươi bình an, về phần pháp bảo, cả đời này vi sư cũng không có nhiều pháp bảo lắm, trên cơ bản tất cả bảo vật của ta đều để lại cho ngươi còn có tiên ngọc linh thạch, cả đời vi sư đối với chuyện này từng có theo đuổi mãnh liệt, thời khắc này nhớ lại cũng rất cảm khái, giờ này toàn bộ cho ngươi, sư tôn. Ta không cần những thứ này, ta không cần. Yên nhi nước mắt tuôn chảy, nàng sợ hãi, nàng khủng khiếp, cho dù 10 năm trước nàng đã nhận ra ý nghĩ của sư tôn, nhưng nàng vẫn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, với danh tiếng của vi sư giờ này. Trong đệ cửu tông không có người nào dám khi dễ ngươi, mà đều sẽ chiếu cố ngươi hơn nữa vi sư đã tự mình bái phỏng chí tôn ngài cũng sẽ chiếu cố ngươi mặt khác cho dù vi sư không ở nơi này nhưng trên thương mang tin này vi sư còn có những chuẩn bị khác tỉ như chó ngao nó sẽ bồi tiếp ngươi không cần cái gì đệ tử cũng không cần sư tôn đệ tử yên nhi lo lắng đang muốn nói tiếp bỗng nhiên trong mắt mạnh hạo lộ ra vẻ nghiêm khắc yên nhi mạnh hạo khẽ quát một tiếng yên nhi thân thể rung lên Sư Tôn trước mắt nàng, trong trí nhớ của nàng cả đời này chưa từng có nghiêm khắc như vậy, đây là lần đầu tiên, ngươi đã trưởng thành rồi. Mạnh Hạo nhìn Yên Nhi, khẽ thở dài một tiếng, Nhu Hòa nói, nâng tay lên lại vỗ nhẹ lên đầu Yên Nhi, Yên Nhi theo bản năng rụt đầu, nước mắt trào ra, đi thôi, theo vi sư đi một chỗ. Mạnh Hạo lắc đầu, xoay người rời đi, Yên Nhi vội đứng dậy, lau nước mắt đi theo phía sau. 13 năm qua, Thầy trò hai người lần đầu tiên cùng đi ra khỏi Đệ Cửu Tông, đi ra ngoài đại lục thứ 9 này, ở nơi đó có một dòng sông, bờ sông có một thôn làng. Khi bọn họ đến đã là hoàng hôn, từng nhà khói bếp bốc lên. Mạnh Hạo nhìn thôn làng trước mắt, hắn nhìn thấy căn nhà của Kiếp này, giờ này đã đổi người khác, phụ thân năm đó vớt hắn lên từ giữa sông, sớm đã trở về cát bụi, nhưng lão đạo vẫn còn, chỉ là già lão hơn rất nhiều. Ở trong thôn này năm đó cưới vị quả phụ kia làm vợ, chỉ là giờ này đều đã già lão tóc trắng, con cháu đầy cả sảnh đường, mạnh hạo ngắm nhìn, dần dần trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong trí nhớ kiếp này hiện lên từng hình ảnh, khiến mạnh hạo cảm thấy ấm áp, đồng thời, cũng rất ngọt ngào, yên nhi yên lặng đi theo bên cạnh sư tôn, không có nói chuyện, giờ khắc này nàng có thể cảm nhận được loại nhu hòa trong nội tâm sư tôn, khi trời tờ mờ sáng, mạnh hạo rời đi, từ đầu tới cuối hắn không có xuất hiện trước mặt lão đạo kia, nhưng lại lưu lại hết thảy đang dược có thể kéo dài tuổi thọ cho lão đạo, còn có ngọc giảng có thể truyền thừa tiếp, để bảo vệ tộc nhân nhất mạch, lúc sáng sớm, mạnh hạo rời đi. Sau khi hắn rời đi không lâu, lão đạo kia vừa hà hơi, vừa đi ra cửa phòng, bất chợt cúi đầu nhìn thấy những vật phẩm đặt trước mặt này, lão hơi sửng sốt một chút, suy nghĩ thật lâu, dường như nhớ ra điều gì, thân mình rung lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, dần dần lão nở nụ cười tiểu háo tử là ngươi đã trở về sao? lão đạo cười trong mắt lộ ra hồi ức mấy ngày sau đệ cửu tông trên ngọn núi thương mang thai mạnh hạo đứng ở nơi đó đón gió núi ông quyền cúi đầu về hướng bầu trời thương mang phái đệ cửu tông phương một muốn đi siêu thoát lộ xin chí tôn mở cửa siêu thoát thanh âm hắn quanh quẩn truyền khắp bốn phương tám hướng tất cả người nghe được đầu tiên là sửng sốt sau đó tiếng hô lên truyền khắp đệ cửu tông, vô số đệ tử đệ cửu tông rối rít bay ra, đi tới bốn phía chân núi Thương Mang Thai, thấy Mạnh Hạo đứng trên đỉnh núi, cũng nhìn thấy Yên Nhi ở dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên, hắn. Còn là lựa chọn siêu thoát lộ, đích xác siêu thoát lộ, mới là chỗ cần đi của thiên kiêu như hắn. Các thiên kiêu đệ cửu tông kia, từng người trong phức tạp khẽ thở dài, Mạnh Hạo chọn lựa như vậy, là nằm trong dự liệu của bọn họ, dù sao trên siêu thoát lộ đều không phải là không có trường hợp đặc biệt cổ cảnh bước chân vào, dĩ vãng những trường hợp đặc biệt kia đều là hạng người thiên kiêu trắc tuyệt, mà mạnh hạo nơi này, nếu hắn không thừa nhận mình là thiên kiêu, như vậy cả trong thương mang phái, sẽ không có người nào dám nói mình là thiên kiêu, hắn muốn đi lên siêu thoát lộ, tự nhiên là có đủ tư cách, yên nhi trầm mặt, nhìn thân ảnh sư tôn trên đỉnh núi, trong mắt của nàng dần dần lộ ra ý kiên định, nàng hít sâu một hơi, tự nói với mình phải kiên cường, nhưng nước mắt vẫn không kìm được chảy xuống, gần như thanh âm mạnh hạo vang lên không lâu. Trong trời đất này truyền đến tiếng của vị trí tôn thất nguyên đệ cửu tông kia, ngươi xác định, xác định. Mạnh hạo ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, thanh âm như đinh chém sắt, gần như trong nháy mắt thanh âm hắn truyền ra, cả thiên địa ầm ầm chấn động, hình như có người dùng lực lượng xé mở bầu trời, khiến cho thiên địa biến sắc, khi tiếng sấm truyền ra không ngừng, giữa hư không xuất hiện một cái khe nứt trong khe nước này tràn ra ánh sáng bảy màu, tráng màu vô tận hợp thành bậc thềm, chạy thẳng tới bầu trời phía dưới, rơi ở trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lên, theo bậc thềm, hắn nhìn thấy trong cái khe nước giữa bầu trời, dường như tồn tại một thế giới khác, thương mang phái ta, có ấn định môn quy, phàm là có đệ tử bước chân vào siêu thoát lộ, cần lưu lại một ngọn đèn hồn đăng bổn mạng, đèn còn người còn, đèn tắt, người vong. Tiếng nói cổ xưa quanh quẩn thiên địa, Vô số đệ tử bốn phía, mỗi người đều dần dần trầm mặt xuống, Mạnh Hạo phất tay áo, lập tức từ trong mi tâm hắn bay ra một lũ hồn hỏa, hồn hỏa này vừa ra liền thiêu đốt hư không, nhưng vẫn tự hóa thành một ngọn hồn đăng, hồn đăng này không giống với đèn cổ cảnh của Mạnh Hạo, đây là hồn hỏa của Mạnh Hạo biến thành, là biểu lộ bên ngoài tánh mạng của hắn, có thể cho người ngoài thông qua biến hóa của hồn hỏa này, gián tiếp phát hiện trạng thái của tánh mạng hắn, hồn hỏa này, cho dù là người ngoài chiếm được cũng không có ảnh hưởng gì với mạnh hạo. Hắn vung tay lên, ngọn đèn hồn hỏa nhẹ nhàng bay tới hướng yên nhi, đặt ở chỗ vi sư bế quan. Mạnh hạo mở miệng cười, hít sâu một hơi, thân thể nhoán một cái, đạp lên nấc thang ánh sáng, chạy thẳng tới khe nước trên bầu trời, phương một. Mọi sự không thể cưỡng cầu, nếu không đi tiếp được, hãy nhớ quay đầu lại. Ngay khi mạnh hạo đạp lên nấc thang, xông về phía cái khe nước trên bầu trời, thanh âm của vị trí tôn thất nguyên đệ cửu tông kia quanh quẩn bên tai mạnh hạo mắt thấy mạnh hạo đạp nấc thang sắp đi vào khe nước bước chân vào siêu thoát lộ của thương mang phái lưu truyền từ xưa đến nay đột nhiên yên nhi nơi đó lớn tiếng hô sư tôn ngài ngài còn nhớ lúc trước ngài kể chuyện xưa sở ngọc yên gì kia cho đệ tử nghe ngài từng đáp ứng khi nào đệ tử muốn nghe tiếp sẽ kể cho đệ tử nửa bộ sau chuyện xưa không nhớ mạnh hạo dừng bước chân lại cuối đầu nhìn về phía yên nhi trên mặt đất giữa dãy núi trong đám người ánh mắt nhu hòa mỉm cười lên tiếng bây giờ ngươi muốn nghe à hiện tại yên nhi không nghe sau khi sư tôn ngài trở lại kể cho đệ tử nghe được chứ yên nhi nói thân mình run rẩy nhìn về phía mạnh hạo trong mắt đầy nước mắt không đành lòng được mạnh hạo nhìn yên nhi trầm mặt một lát gật gật đầu xoay người hắn hít sâu một hơi bước chân vào cái khe nước trong bầu trời đi vào siêu thoát lộ siêu thoát lộ từ khi thương mang phái sáng lập tới nay là trọng yếu nhất thậm chí có thể xưng là nơi thí luyện nội tình của tông môn thậm chí nói đây là nơi thí luyện cũng không thỏa đáng nơi này tuy rằng thuộc về thương mang phái nhưng trên con đường siêu thoát lộ này chí tôn của thương mang phái cũng không có cách nào khống chế sống chết của đệ tử bên trong hết thảy đều nhìn xem chính mình hết thảy đều xem cơ duyên hết thảy đều trông cậy vào tạo hóa từ xưa đến nay Đến không hết đệ tử thương mang phái bước chân vào con đường này, nhưng không ai có thể đi đến tận cùng, phần lớn đều lựa chọn trở về trên đoạn đường, nhưng cho dù như vậy, trên con đường siêu thoát lộ này vẫn cũng không ít đệ tử chết ở chỗ này. Chương 1833: Trên siêu thoát lộ. Siêu thoát lộ trên thực tế cũng không phải là một con đường, chỗ này là một khu vực vô cùng đặc thù, thậm chí người nhìn thấy, trải qua hết thảy ở chỗ này đều rất khó nói với người khác dường như có một loại pháp tắc hạn chế, không cho phép nói lộ ra chuyện ở nơi này, ngay khoảnh khắc bước chân vào cái khe nước bầu trời, đi vào siêu thoát lộ, Mạnh Hạo nhìn thấy một cây đèn, một cây đèn đồng thau, gần như giống nhau như đúc với cây đèn đồng thau trong cơ thể hắn, chỉ là cây đèn đồng thau này quá lớn, lớn đến không cách nào hình dung, thậm chí vượt qua thương mang tinh, chiếm cứ trong thế giới tinh không này, khiến người ta vừa nhìn thấy, tâm thần không nhịn được nổ vang lên. Siêu thoát lộ chính là cây đèn đồng thau này. Nó đang bùng cháy, chia làm ngoài ngọn lửa, trong ngọn lửa, trung tâm ngọn lửa. Dường như tạo thành ba thế giới bất đồng, tia sáng bao trùm bốn phương tám hướng, chiếu rọi phiến không gian đặc thù bên trong khu vực này. Nơi này quá rộng lớn, cây đèn đồng thau này cũng quá to lớn, trừ ánh lửa ra, thân cây đèn đồng thau ở trong mắt Mạnh Hạo cũng là một mảng thế giới kinh người, Mạnh Hạo trầm mặt. Hắn ngắm nhìn cây đèn đồng thau to lớn kinh người này, hắn nghĩ tới đầu tiên là cây đèn đồng thau trong cơ thể bổn tôn. Sau đó, Mạnh Hạo nhìn cây đèn đồng thau khổng lồ trước mắt, hắn nghĩ tới thế giới điệp của ma giới, nghĩ tới chí bảo sơn hải giới hóa thành chính núi chính biển của một thế giới. Hết thảy đều có thể chứa chúng sinh, mà cây đèn đồng thau trước mắt này cũng giống nhau thuộc về một loại chí bảo. Thì ra, đây là siêu thoát lộ. Nói rõ ra, nó chia làm hai phần, một phần là thân đèn, một phần là ngọn đèn, mà ngọn đèn lại chia làm ba phần, ngoài ngọn lửa, trong ngọn lửa và trung tâm ngọn lửa. Mạnh hạo trong mắt lóe sáng, lộ ra vẻ kiên định, thân thể nhoáng một cái về phía trước, hóa thành một đạo cầu vòng chạy thẳng tới cây đèn đồng thau. Theo đến gần, cây đèn đồng thau trong mắt hắn càng lúc càng lớn, thời gian trôi qua, ngay cả mạnh hạo cũng không nghĩ tới, không ngờ hắn bay tới 7 tháng. Trong 7 tháng này, mỗi thời mỗi khắc hắn đều dùng tốc độ cao nhất, nhưng cho dù như vậy, cũng vẫn chưa có bước chân lên trên cây đèn đồng thao. Tại vị trí này, hắn đã không thấy được ngọn đèn, mà chỉ nhìn thấy một mảng thế giới màu đồng thao. Mạnh hạo lộ vẻ mặt ngưng trọng, tiếp tục phi hành. Ba tháng sau, thế giới đồng thao trước mắt hắn không ngừng lan rộng, dần dần, hắn nhìn thấy mặt đất, nhìn thấy kiến trúc khắp nơi, thấy vô số dãy núi, thậm chí còn thấy sông biển. Cho đến lúc này, trước người của hắn dường như có một tầng ngăn cách, khi hắn chạm vào liền xuyên thấu tiến vào trong thế giới của thân cây đèn đồng thao, rầm rầm, cơ hồ là vừa mới bước vào, lập tức Mạnh hạo cảm nhận được một vi áp không cách nào hình dung, giống như có vô số ngọn núi lớn, trong nháy mắt đặt trên người của hắn, lại tự hồ như có một bàn tay vô hình, trong phút chốc đặt trên đỉnh đầu của hắn, tầm một tiếng, hung hăng đè thân thể Mạnh hạo từ giữa không trung rơi xuống, trong chớp mắt, đã đánh hắn nằm trên mặt đất, mặt đất chấn động mạnh, cả người Mạnh hạo nằm dài trên mặt đất, trên trán của hắn nổi lên gân xanh, trong miệng của hắn truyền ra tiếng gầm nhẹ, thân thể run rẩy kịch liệt. Phải mất thời gian ba nén nhang, hắn mới chậm rãi từ trên mặt đất từ từ ngồi chồm hổm lên, chỉ là động tác ngồi chồm hổm, đã làm cho quần áo toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, thân thể run rẩy, xương cốt trong cơ thể tựa hồ đều sắp vỡ vụn, trong hai mắt của hắn sớm đã tràn ngập tơ máu, uy áp ở nơi này quá mạnh, vượt ra ngoài tưởng tượng của Mạnh Hạo là cả đời này hắn gặp được uy áp kinh khủng nhất, đè ép thân thể hắn, khiến cho hắn đứng lên đều vô cùng gian nan. Còn có tu vi cũng ở dưới uy áp này, mỗi một lần vận chuyển trong cơ thể dường như kinh mạch đều sắp vỡ vụn, thân thể mạnh hạo càng lúc càng run rẩy, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra chấp nhất và điên cuồng, cắn chặt hàm răng, ở dưới áp lực đó, thân thể hắn từ từ ở trạng thái ngồi chồng hổm, chậm rãi đứng lên, mất thời gian hai nén nhang, khi hắn đứng thẳng người, trong cơ thể hắn truyền ra tiếng sấm nổ vang trời, trong tiếng nổ vang quanh quẩn, hắn chỉ còn lại bảy ngọn hồn đăng, bất ngờ có một ngọn trong nháy mắt tắt đi, theo tắt đi, theo hồn đăng đưa ra sinh cơ mới, mạnh hạo hô hấp dồn dập, miễn cưỡng có thể chống đỡ thân thể duy trì đứng thẳng, hai mắt của hắn đỏ thẫm hơn, nhưng đáy lòng lại tản ra ý chí phấn chấn, đây là siêu thoát lộ sao. Không nghĩ tới, vừa mới bước chân vào, bảy ngọn hồn đăng ta còn dư lại rất khó tắt, liền tắt một ngọn. Mạnh hạo lẩm bẩm, đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này hoàn toàn hoang vắng, dường như ngoại trừ hắn ra, không có người nào khác. Nhưng mạnh hạo hiểu rõ, nơi này không có khả năng chỉ có một mình mình, nơi này còn có những tu sĩ thương mang phái khác. Bọn họ đã bước chân vào chỗ này trước mình, không biết ở lại đã bao nhiêu năm. Mạnh hạo hít sâu một hơi, khó khăn nâng lên chân phải, giống như một người phàm bước đi lên trước. Con đường này rất dài rất dài, điểm này khi mạnh hạo vừa đến gần cây đèn đồng thau, hắn đã ý thức được nhất là dưới loại trạng thái lúc này muốn đi hết thân cây đèn đồng thau đi vào bộ phận thứ hai của siêu thoát lộ gần như không có khả năng nhưng mạnh hạo không có vứt bỏ hắn hô hấp dồn dập cắn răng trong nơi hoang vắng này một người một mình đi về phía trước một năm này đối với thương mang phái mà nói đã xảy ra vài chuyện đại sự phương một người đã từng khai sáng truyền kỳ ở thương mang phái trước nay chưa từng có người đã mở ra thập trọng thiên của thương mang thai chính đại tông đã với tu vi cổ cảnh bước chân vào siêu thoát lộ, theo hắn rời đi, đối với thiên kiêu của chính tông môn thương mang phái mà nói, dường như họ thở ra nhẹ nhõm. Ở thời đại có phương một, bọn họ cảm thấy giống như trời đè trên đỉnh đầu, vô cùng áp lực, nhưng sự buông lỏng này chỉ là tạm thời, không ai có thể nói chính xác, từ siêu thoát lộ, phương một, có thể hay không sẽ một bước nhảy vọt lên trời, hoặc là từ nay về sau mai danh ẩn tích, cũng trong một năm này, Đám người trưởng giáo đi vào Minh cung đã trở về. Lần này bọn họ ở lại trong Minh cung mấy chục năm, đáng tiếc vẫn không có bước chân vào tầng thứ 9 đại lục, mà dừng lại trên đại lục tầng thứ 7, không mở được lối đi thông tới đại lục tầng thứ 8, lúc đi, một đoàn người, lúc trở về, chẳng những thiếu mấy vị, vả lại mỗi người đều thương thế rất nặng, nhất là Bạch Vũ Trần, lại gần như sắp chết, mặc dù như thế, nhưng những người này trở về, mỗi người rõ ràng tu vi có tinh tiến thậm chí trên người lại tràn ra khí tức siêu thoát hơi yếu. Chuyện này chấn động cả thương mang phái, cũng chính trong một năm này, rốt cục xích phong lão tổ đột phá tu vi, ngưng tụ thành căn nguyên thứ 9, trở thành trí tôn thứ 8, mà ở ngoài thương mang phái, trong tinh không bên mang vô tận kia, bổn tôn mạnh hạo đang từ chỗ mảnh vỡ gương đồng thứ hai gào thét bay ra, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, phía sau hắn bất ngờ có một mảng con kiến màu trắng đông nghiệp, đang rầm rầm kéo tới, nơi đi qua, thương mang cũng thế, phế tích cũng vậy, toàn bộ đều trong nháy mắt bị cắn xé cắn nuốt, như trận cuồng phong quét ngang, cho dù là bổn tôn mạnh hạo, thời khắc này chẳng những cả cánh tay phải đều hóa thành áo giáp, thậm chí lúc này hắc giáp đều lan tràn đến bả vai và ngực, khiến cho chiến lực của hắn mạnh hơn, chém chết cửu nguyên đỉnh phong cũng không thành vấn đề, nhưng vẫn phải chật vật bỏ chạy, bởi vì số lượng con kiến màu trắng phía sau hắn, quá nhiều không cách nào hình dung. Vả lại, trên thân của mỗi con kiến lại đều tản ra khí tức hung tàn mạnh yếu không đều, yếu thì chỉ là tiên cảnh, còn mạnh, bất ngờ đạt tới cửu nguyên, số lượng quá nhiều, vô biên vô tận, cũng may mà bổn tôn mạnh hạo hiển nhiên trước khi đi vào khu vực này đã sớm có chuẩn bị. Thời khắc này hắn bay nhanh tới một trận pháp bố trí từ trước, tia sáng truyền tống nhoáng lên một cái, trong tiếng nổ tầm ầm, thân ảnh hắn thoáng cái biến mất, gần như ngay khoảnh khắc hắn biến mất tám con kiến màu trắng kia chen chút vọt tới, trực tiếp che phủ truyền tống trận này ở bên trong, ngay cả ánh sáng truyền tống, dường như ở trong mắt những con kiến màu trắng này đều là thức ăn, trong tiếng rắc rắc vang vọng, chỉ trong chớp mắt trận pháp đã bị bọn chúng cắn nuốt, tia sáng cũng bị cắn nuốt, thế nhưng vì không có phát hiện bổn tôn mạnh hạo, đàn kiến màu trắng vô biên vô tận này, phát ra một loạt tiếng gào thét thanh âm truyền thắp tinh không, khiến người ta nghe vào tai, đều sẽ cảm thấy tâm thần run rẩy. Thật lâu sau, đám con kiến màu trắng này mới không cam lòng lui đi, lần nữa về lại quê hương bọn chúng, đó là một một phiến mặt đất tràn đầy lỗ thủng thê lương, tại một chỗ khác trong tinh không mênh mang, tia sáng lấp lánh, bổn tôn mạnh hạo lão đảo đi ra, phun ra một nguồn máu tươi, hắn nhắm mắt vận chuyển tu vi toàn thân, trong cơ thể như có tiếng sấm nổ vang, dần dần, trên da tay của hắn xuất hiện nhiều mục nổi, nhuyễn động, từng cái vỡ nát, rồi những con kiến màu trắng chui ra, phát ra tiếng thét thê lương, sau đó nhất nhất vỡ tan, cho đến xuất hiện mấy trăm con kiến màu trắng, và toàn bộ vỡ nát, thân hình bổn tôn mạnh hạo đã trở thành màu máu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một chút ánh sao, thân thể khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rất nhanh liền khôi phục như thường, bầy kiến này không biết tồn tại từ niên đại nào, số lượng nhiều không cách nào tưởng tượng. Bổn tôn mạnh hạo hai mắt hơi co rút lại, cúi đầu, hắt giáp trên cánh tay hắn tan ra, hóa thành bốn mảnh gương mảnh gương thứ tư này là hắn ở trong sào huyệt con kiến màu trắng cưỡng ép lấy ra từ trong cơ thể kiến chúa trong bầy kiến đối phương đã có bốn mảnh hoàn thành một nửa kế tiếp chính là mảnh thứ năm phân thân đã bước chân vào siêu thoát lộ không nghĩ tới siêu thoát lộ lại gian nan như thế dựa theo suy đoán của ta ngưng tụ đệ cửu cấm chỉ sợ đều không phải là một đời có thể hoàn thành mà ta muốn sưu tập tất cả mảnh gương giờ này mới chỉ là hai mảnh đã hao phí của ta hết mấy chục năm, còn dư lại bốn mảnh, phỏng chừng ít nhất hao phí 100 năm, bổn tôn mạnh hạo trầm ngâm, trên mặt có chút mệt mỏi, hắn đưa mắt nhìn chung quanh, khoanh chân ngồi xuống, hít thở một lát, rồi đứng dậy thân thể nhoán một cái, vội vã bay đi về hướng mảnh gương thứ năm, chương 1834, đường này hồn đăng tắt. Trong thương mang phái vẫn còn nhiều người lắm, nhớ phương một, mà ngọn núi của mạnh hạo kia, yên nhi một mình ở bên trong cô lập núi lại cuộc sống của nàng như trở về bình tĩnh nào đó mạnh hạo không ở nơi này ngọn núi này cũng ít có tiếng động hờn dỗi của yên nhi từ nơi này rất lâu yên nhi có chút hoảng hốt dường như đã từng về từ trong mộng nhưng dù sao sư tôn rời đi rồi yên nhi trầm mặc nàng mỗi ngày trừ bỏ tu hành còn có một việc nhất định phải làm đó chính là mỗi ngày đều muốn đi đến nơi từng bế quan của sư tôn nơi đó cung phụng một lũ hồn hỏa đó là hồn hỏa của sư tôn hỏa này bất diệt, sư tôn không ngã xuống. Một ngày này, yên nhi như thường ngày đi tới nơi bế quan, quỳ lạy hồn hảo trước mặt, nhẹ giọng lẩm bẩm, sư tôn, người đã rời đi ba năm, ba năm không dài. Đúng rồi, tối hôm qua yên nhi đã tu hành, hiểu rõ một thuật pháp, còn có, sư tôn, người không biết, ngày hôm qua những tên ghê tẩm tông khác nghe nói có sụp sôi, nghe nói lại có người bắt đầu xông vào thương mang thai, sư tôn, còn có. Yên Nhi mỗi lần đến lại tự lẩm bẩm ở nơi này, dường như sư tôn thật ở trước mặt nàng, lúc này đang nói, bỗng nhiên thân thể nàng run lên, thanh âm đột nhiên ngừng lại, lúc ngẩng đầu, vẻ mặt nàng trắng bệt, biến sắc, nhìn hồn hỏa trước mặt, ba năm này vẫn luôn không có hồn hỏa biến hóa, lúc này không ngờ đang ảm đạm từ từ, dường như tùy thời có thể tắt, cảnh tượng này làm Yên Nhi run rẩy, trong đầu nàng ù lên, nàng biết đây là ngọn lửa sinh mệnh của sư tôn, một khi tắt đại biểu sư tôn tử vong mã rõ ràng lúc này trên siêu thoát lộ sư tôn nơi đó gặp sinh tử yên nhi chua xót nàng lo lắng nàng khẩn trương nhưng nàng lại không cách nào trợ giúp sư tôn cũng không có cách nào đi thay đổi hết thảy sư tôn là yên nhi vô dụng nước mắt yên nhi chảy xuống nhìn hồn hỏa thân thể nàng càng thêm run rẩy còn lúc này trên siêu thoát lộ mạnh hạo đang gặp một khảo nghiệm sống chết khảo nghiệm hắn là trên con đường này đột nhiên uy lực tăng bạo ba năm qua Hắn vẫn khó khăn đi về phía trước trên con đường này, dần dần thân thể dường như đã thích nghi với uy lực nơi này, thậm chí hắn có thể trong thời gian ngắn chạy nhanh, khi hắn lại đi vào khu vực trước mắt này, đột nhiên uy lực bốn phía lập tức bạo tăng gấp 10, không phải gấp đôi mà là gấp 10, đột nhiên phủ xuống, đột nhiên xuất hiện, trước lúc này không có bất kỳ triệu chứng nào, khiến cho mạnh hạo nơi này căn bản là không phản ứng kịp, ầm một tiếng, thân thể bị cưỡng ép đặt trên mặt đất thậm chí xương cốt toàn thân hắn đều vùng vẫy trong vỡ vụn máu thịt đè ép cùng một nơi ngay cả hộp sọ cũng phát ra tiếng động kẻo kẹt dường như muốn tan vỡ một luồng nguy cơ sinh tử bùng phát trong cơ thể mạnh hạo nhưng tu vi của hắn vào lúc này giống như bị áp chế mạnh hạo rung lên hai mắt của hắn đỏ thẫm một mảnh trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ nhưng lại không có tác dụng gì nếu như đổi lại là người khác lúc này đã thịt nát xương tan nhưng phân thân mạnh hạo dùng cây đèn đồng thao của bổn tôn cải tạo, tạo nên thân thể hoàn mỹ nhất, thậm chí tinh thuần không chứa bất kỳ tạp chất cùng khí tức pha tạp nào, tiên khí đạt tới có thể nói phân thân hắn chính là một khối tiên thể, hơn nữa thần niệm kinh khủng của bổn tôn mạnh hạo nơi đó, lúc này dưới uy lực bạo tăng 10 lần, vẫn kiên trì, thời gian trôi qua, cho đến sau 7-8 canh giờ, trước mắt mạnh hạo mơ hồ, lúc này dưới uy lực cực hạn, đang rèn luyện trong sống chết, sáu ngọn hồn đăng còn sót lại trong cơ thể hắn, lần nữa tắt một ngọn, khi tắt đi, sinh cơ rầm rầm bùng phát, xương cốt mạnh hạo trực tiếp khép lại, thân thể hắn khôi phục, tu vi dần dần cũng sôi sụp, sinh cơ ảm đạm từ từ bùng phát lần nữa, chịu đựng qua sinh tử lần này, mạnh hạo vùng vẫy ngồi dậy, sắc mặt hắn tái nhợt, hô hấp dồn dập, quay đầu nhìn lại phía sau, hắn lúc này hiểu rõ trên siêu thoát lộ, đi về phía trước, quy lực không phải thay đổi trầm xuống mà sẽ bạo tăng rõ ràng nơi càng sâu, quy lực càng kinh khủng, mà thường thường không có bất kỳ triệu chứng nào, một bước ra giống như sống chết, gần như ngay khi mạnh hạo nơi này khôi phục sinh cơ, trong đệ cửu tông thương mang phái, yên nhi ở nơi bế quan, hồn hỏa mạnh hạo từ từ khôi phục lại, yên nhi lau đi nước mắt, cả người giống như có sinh cơ, nàng nhìn chầm chầm hồn hỏa, yên lặng cầu nguyện vì sư tôn, đồng thời nàng cũng hạ quyết tâm, sư tôn ta sẽ tự mình sớm cường đại lên. Trên siêu thoát lộ, ta cùng người. Trong mắt Yên Nhi lộ ra kiên định, hít sâu, rời khỏi nơi bế quan, từ ngày này bắt đầu, nàng không trở lại cô lập núi nữa, mà đi ra ngoài, bắt đầu xông vào Thương Mang Thai, mặc dù tiếng chuông Thương Mang Thai nơi này đối với nàng không có chỗ dùng nhưng những tạo hóa khác trong Thương Mang Thai, đối với nàng vẫn có trợ giúp, trước xông vào Thương Mang Thai, đi siêu thoát lộ là lựa chọn của Yên Nhi, lại qua đi 3 năm, Mạnh Hạo trên siêu thoát lộ đã đi lại 6 năm, hắn không thấy bất kỳ kẻ nào dường như thiên địa trong thế giới này chỉ còn lại mỗi hắn hắn lặng lẽ đi về phía trước chịu đựng uy lực kinh khủng nơi này dần dần thân thể hắn cũng thích ứng một chút dường như chạy nhanh giống như ba năm trước đây mạnh hạo lại mơ hồ cảm nhận được dường như lại bùng phát một vòng lại muốn đến hắn bắt đầu đi cẩn thận cho đến mấy tháng sau hắn chợt nhìn thấy phía trước có một thân ảnh mặc áo bào giống hắn đang khó khăn đi về phía trước tóc tai bù xù nhưng lại có khí tức đạo cảnh tràn ra đây là đồng môn thứ nhất Mạnh Hạo thấy được trong Thương Mang phái, nhưng hắn chưa kịp lên tiếng, thân ảnh phía trước kia một bước hạ xuống, đột nhiên thân ảnh rung lên, trong ánh mắt Mạnh Hạo, người này trong nháy mắt hóa thành một vùng sương máu, tầm ầm tan vỡ, ngay cả sương máu cũng bị đè ép cực hạn, rơi vào bốn phương tám hướng, vết máu kia rất nhanh đã tiêu tán, trên mặt đất nhìn không ra một dấu vết nào, giống như người tử vong một khắc trước chỉ là ảo giác mà thôi, bước chân Mạnh Hạo dừng lại, trầm mặt đã lâu Trái tim của hắn nhảy lên thình thịch, nếu như không thấy thì thôi đi, thậm chí 3 năm trước đây, lần đầu tiên chịu đựng uy lực bùng phát, còn tiếc núi nếu như có chuẩn bị sẽ khá hơn một chút, nhưng trước mắt hắn lại không nghĩ như vậy, trước thời hạn biết được địa phương nào giới hạn đích thực có chuẩn bị, nhưng lại dễ dàng làm người ta mất đi dũng khí đi về phía trước, trơ mắt nhìn một đạo cảnh ở trước mắt mình trong nháy mắt hóa thành xương máu khiến Mạnh Hạo trầm mặt, sau một lúc lâu, trong mắt hắn lóe lên, hít sâu Tu vi trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, trong mắt mang theo quyết đoán cùng kiên quyết, từng bước từng bước đi về phía trước, cho đến khi đến điểm giới hạn, lại ra thêm một bước, chính là địa phương tu sĩ đạo cảnh kia bước ra, mạnh hạo nâng chân lên, không có run rẩy, không chần chờ, ánh sáng trong mắt mãnh liệt hơn, hạ xuống một bước, ầm một tiếng, một luồng uy lực vượt qua sức chịu đựng của hắn ầm ầm bùng phát, nếu như so sánh, uy lực này mãnh liệt hơn 20 lần lúc hắn mới bước vào siêu thoát lộ này nổ vang ngập trời trong nháy mắt thân thể mạnh hạo trực tiếp nổ tung máu thịt văng thắp nơi xương cốt vỡ vụn rắc rắc loại đau khổ này có thể khiến người khác thét thảm thiết nhưng mạnh hạo nơi này lại gắt gao cắn răng tu vi trong cơ thể vận chuyển nín một hơi điên cuồng chống cự thần thức bùng phát tu vi bùng phát tất cả hồn đăng trong cơ thể đầu bùng phát ngay khi hắn sắp không chịu nổi thân thể sắp vỡ vụn trong nháy mắt rốt cuộc dưới bùng phát toàn diện này kích phát một trong năm ngọn hồn đăng đang cháy còn sót lại, khi hồn đăng tắt, sinh cơ xuất hiện mãnh liệt, giống như nắng hạn gặp mưa rào, thân thể mạnh hạo khôi phục trong khoảnh khắc, hắn hô hấp dồn dập, miễn cưỡng giữ tư thế đứng vững, nhắm hai mắt lại rất lâu sau đó, giống như là người phàm bước đi về phía trước, còn có bốn ngọn đèn. Mạnh Hạo càng càng lẩm bẩm, tiếp tục cắn răng đi về phía trước, ba năm tắt một ngọn đèn, tốc độ như vậy, đối với Mạnh Hạo tuy rằng chậm một chút nhưng vẫn có thể tiếp nhận mấy ngọn đèn cuối cùng này nếu là ở bên ngoài trăm năm cũng khó tắt, chỉ có thể muộn uy lực cùng bùng phát giữa sống và chết của nơi này, kích phát tiềm lực sinh mệnh, hoặc là sống, hoặc là chết mới có thể thành công. Ba năm sau, Mạnh Hạo đã ở siêu thoát lộ này năm thứ 9, hắn gặp phải uy lực lớn vượt qua khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn vốn tưởng sau 20 lần xuất hiện chính là 30 lần, nhưng cho đến khi tự cảm nhận mới hiểu không phải 30 lần mà trực tiếp đến 50 lần loại trình độ này bùng phát khiến cho nửa người mạnh hạo đều tan vỡ, máu tươi tràn ngập, ngọn hồn đăng thứ tư tắt, rồi mới miễn cưỡng chịu đựng qua, lại trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, mới tiếp tục đi về phía trước, còn dư ba ngọn đèn. Tóc tai mạnh hạo bù xù, sắc mặt tái nhợt, cắn răng đi về trước, khi hắn ở năm thứ 12 trên siêu thoát lộ, hắn rốt cuộc lần nữa thấy được thân ảnh những người khác, không phải một người mà là bốn người. Bốn người này đang ngồi khoanh chân xa mạnh hạo trăm trượng, từng người một an tĩnh, tu vi bốn người đều là đạo chủ tam nguyên, cách tứ nguyên còn không xa. Sự xuất hiện của Mạnh Hạo khiến bốn người này cùng mở mắt ra, khi nhìn đến Mạnh Hạo, bốn người không khỏi sửng sốt, cổ cảnh, trước kiếp thứ ba, không phải đạo chủ không thể qua, người này tại sao tới được, đường thương mang này từ xưa đến nay không phải không có cổ cảnh bước chân vào, nhưng phần lớn đều dừng lại trước kiếp thứ ba, chẳng lẽ trong tông môn lại ra thiên kiêu. Bốn đạo chủ này, bọn họ rời khỏi tông môn, không biết Mạnh Hạo khai sáng một kỳ tích trong thương mang phái, lúc này mắt thấy Mạnh Hạo đi đến, trong mắt bốn người lóe lên ánh sao, ngươi là đệ tử tông nào? Ngay khi Mạnh Hạo đến gần, trong bốn người có một người chậm rãi nói, thanh âm khàn khàn truyền khắp bốn phía, chương 1835, không có ý tốt. Đệ Cửu Tông, Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn ba đạo chủ kia, chậm rãi nói, bốn đạo chủ này vừa nghe, từng người không nói thêm nữa biết được Mạnh Hạo không phải ở tông môn của mình, bọn họ không có hứng thú. Trong thương mang này, tuy rằng tồn tại chuyện xấu xa trong tông môn, thậm chí nội đấu cũng xảy ra nhưng không có đến trình độ giúp đỡ hay hại nhau. Không người nào muốn trong thí luyện, làm ra chuyện tự tổn thương mình. Bốn người không để ý đến Mạnh Hạo, Mạnh Hạo cũng không nhìn về phía họ, tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi đến nơi bốn người, bước chân Mạnh Hạo chợt ngừng, nhìn chầm chầm bước bên ngoài trước mặt. Bốn người này khoanh chân ngồi ở nơi này, hiển nhiên không phải không có nguyên nhân, còn nguyên nhân Mạnh Hạo biết rõ trong lòng, liên đạo chủ cũng dám bước ra bước này. Mạnh Hạo suy nghĩ, hắn nhớ lúc trước mấy người từng nói kiếp thứ ba, theo đó phán đoán, Mạnh Hạo đại khái cũng biết được tự mình mỗi ba năm đi ra, gặp được giới hạn, chính là kiếp những người này nói, kiếp thứ nhất là gấp 10, kiếp thứ hai là 20 lần, kiếp thứ ba là 50 lần, như vậy kiếp thứ tư trước mắt này chẳng lẽ là gấp trăm lần sao? Mạnh Hạo trầm ngâm, bốn người cách đó không xa, một đạo cảnh hỏi Mạnh Hạo trước lúc này mở mắt ra, kiếp thứ tư này là uy lực gấp trăm lần, tiểu hữu tốt nhất thận trọng một chút, tuy rằng không biết lúc trước ngươi đi đến thế nào, nhưng mà nơi này không có tu vi tứ nguyên, bước chân vào là cửu tử nhất sinh. Mạnh Hạo nghe vậy xoay người, cúi đầu với người lên tiếng nhắc nhở mình, hắn hít sâu, âm thầm phán đoán, cặp mắt hắn lóe lên, khiến bốn đạo chủ giật mình, bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo bước ra một bước hắn là tìm chết. Bốn người sửng sốt, trong đầu đồng thời nổi lên câu nói này, bọn họ thấy được khi bước chân mạnh hạo rơi xuống, thân thể tầm một tiếng, cặp chân hắn trực tiếp tan vỡ, nửa người hắn vỡ nát, hai cánh tay trở thành xương máu, thân thể trong chớp mắt trực tiếp bị uy lực gấp trăm lần kia tiêu trừ đi, trong xương máu nơi đó, chỉ còn lại một đầu sọ, lúc này cũng đang vỡ vụn, chỉ là trừ bỏ bên ngoài đầu, trong xương máu bất ngờ tồn tại 108 ngọn hồn đăng lúc này còn ba ngọn đèn còn cháy còn lại tuy rằng tắt nhưng toàn bộ tản ra ánh sáng kỳ dị còn mạnh hạo nơi này chỉ còn lại đầu phát ra tiếng động gầm nhẹ nổi lên gân xanh tất cả hồn đăng trong cơ thể hắn toàn bộ chấn động ba ngọn hồn đăng đang cháy ngay lập tức tắt một ngọn sau khi ngọn đăng tắt sương mù tản ra của mạnh hạo giống như nghịch chuyển lúc này ngưng tụ lần nữa tạo thành thân thể mạnh hạo thân thể này tuy rách nát nhưng lại khiến mạnh hạo bảo toàn một hơi thở sau khi phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp ngã xuống mặt đất, dưới uy lực gấp trăm lần, thân thể hắn rung lên, vùng vẫy khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển bùng phát sinh cơ cùng tu vi sau khi hồn đăng trong cơ thể tắt, toàn lực kiên trì cùng chống cự, không có khả năng. Bốn đạo chủ bên ngoài đứng lên toàn bộ, thần sắc lộ ra rung động không thể tin, bốn người hô hấp dồn dập, con người đều sắp trừng ra ngoài, hắn, hắn không ngờ chịu được, đây là kiếp chỉ có tứ nguyên mới có thể bước chân vào cho dù là chúng ta cũng không dám bước ra bước này, ta nhớ rõ 30 năm trước, phim Hỏa đạo chủ của Đệ Thất Tông, khi hắn đang đi ra, trong nháy mắt tan xương nát thịt, trong ốc bốn người ù lên, ngơ ngác nhìn mạnh hạo nơi này, toàn bộ hít sâu, chư vị, vừa rồi chúng ta thấy được trong cơ thể này có 108 ngọn hồn đăng, có phải ảo giác hay không? Hồi lâu sau, một người trong đó bỗng nhiên lẩm bẩm, lời hắn vừa nói ra, ba người kia hít sâu lần nữa bọn họ chỉ chú ý mạnh hạo thành công đi ra bước này bỏ quên hồn đăng của mạnh hạo lúc này nhớ lại nhìn lẫn nhau đều lộ ra thần sắc hoảng sợ trong tông môn khi nào có một yêu nghiệp như vậy ta chú ý hồn đăng của hắn chỉ còn hai ngọn còn cháy nếu như hai ngọn cuối cùng kia cũng tắt người này sẽ đạt tới trình độ nào đây sau một lúc lâu bốn người hít sâu trong mắt càng thêm rung động mấy ngày sau trong ánh mắt phức tạp của bốn người mạnh hạo chậm rãi mở mắt ra hắn hít sâu khó khăn đứng lên, hô hấp dồn dập, động tác đứng dậy này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó khăn. Sau khi đứng vững vàng, hắn không quay đầu nhìn bốn đạo chủ kia mà cắn răng từng bước nhỏ, từng bước nhỏ dịch chuyển về phía trước, dần dần càng đi càng xa, cho đến khí biến mất trong mắt của bốn đạo chủ kia, bốn người lần nữa rơi vào an tĩnh, bốn đạo chủ này từng người trầm mặt, đáy lòng đồng thời cảm khái cũng có phức tạp, kiếp kia bọn họ không vượt qua được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mạnh hạo đi càng ngày càng xa vẫn còn dư lại hai ngọn, hai ngọn cuối cùng. Trước mắt Mạnh Hạo mơ hồ, hắn hít sâu, bình tĩnh một lát, lần nữa đi về phía trước, lộ trình lần này, hắn hao phí thời gian, sau khi hai ngọn lửa tắt, ta có thể bước chân vào đạo cảnh, tại bước chân vào đạo cảnh, có thể ngưng tụ căn nguyên, mượn lực lượng ngưng tụ có thể mở ra đệ cửu cấm, khi đó cũng chính là lúc nghiệm chứng suy đoán của ta. Mạnh Hạo hít sâu, đáy lòng hắn luôn có phán đoán thế từ năm trước trên thương mang thai chính cấm trở thành chính ất ký hắn mơ hồ có cảm giác phân thân của chính mình kiếp này dường như tối đa chỉ có thể hoàn thành một ấn ký không thể đều hoàn thành chính ấn ký do đó ngưng tụ đệ cửu cấm bởi vì phong thiên cấm này quy lực quá lớn cũng quá mức vô biên hoặc là nói cái này căn bản không phải cấm pháp có thể xuất hiện ở tinh không mênh mông mạnh hạo hít sâu yên lặng đi về phía trước thời gian vụt qua lại là ba năm chỉ là lần này mạnh hạo không đi đến địa phương kiếp thứ năm bước chân hắn chậm hơn nhiều cho đến lúc này mới có thể đi lại bình thường nhưng mỗi một đoạn thời gian hắn nhất định phải nghỉ ngơi mới được cho đến năm thứ năm mạnh hạo mới có thể chạy nhanh trong phạm vi nhỏ cũng chính là đúng lúc này hắn rốt cuộc thấy được nơi có kiếp thứ năm bởi vì ở nơi này hắn lần nữa thấy được tu sĩ có hai người khoanh chân ngồi ở phía trước có chút cách nhau đó có thể thấy được tu vi hai người đều là tứ nguyên thậm chí nam nhân trung niên mặt trường bào đen đã đạt tới tứ nguyên đỉnh phong, sắp gần đến ngũ nguyên. Sự xuất hiện của Mạnh Hạo cũng dẫn đến sự chú ý của hai người này, một người trong đó khi nhìn thấy Mạnh Hạo, trong mắt lóe sáng vui mừng, ánh mắt bất thiện, rốt cuộc chờ đến một cổ cảnh. Cổ cảnh cư nhiên có thể đi qua kiếp thứ tư, không tầm thường. Nam nhân trung niên chần chờ, hắn biết rõ cổ cảnh có thể đi đến đây, dù có bất kỳ địa vị nào trong tông môn cũng cực kỳ bất phàm, thậm chí có mầm mống chí tôn cái này không khỏi làm hắn chần chờ một chút chần chờ như vậy mạnh hạo bỗng nhiên từ từ chạy nhanh nhanh chóng đến gần giới hạn nơi này nhưng rất nhanh nam nhân trung niên chần chờ cùng đạo chủ tứ nguyên khác nhìn nhau hắn thấy được quyết đoán trong mắt đối phương lập tức cắn răng không lo lắng những chuyện khác mắt lạnh nhìn về phía mạnh hạo cũng chính vào lúc này mạnh hạo đi đến điểm giới hạn khoảng cách với kiếp thứ năm chỉ kém một bước nam nhân trung niên với ánh mắt bất thiện kia không gấp hắn không tỉ mỉ cùng can đảm như mạnh hạo bước ra, trừ phi thực lực bản thân cường hãn, nếu không, người nào tới đảm nhận nơi này đều cần nghỉ ngơi một chút, sau cân nhắc mới chọn, tiểu bối, lão phu chuẩn bị tiến hành một giao dịch với ngươi, nam nhân trung niên cười lạnh, nhìn mạnh hạo, chậm rãi nói, ngươi yên tâm, cùng hai người ta giao dịch, đối với ngươi không có nguy hại, ngược lại còn thu được chỗ tốt. Một đạo chủ tứ nguyên khác cũng chậm chậm nói, hắn không thèm để ý vị trí mạnh hạo, bởi vì phán đoán của hắn giống với đồng bạn, không có mấy người có thể ở nơi này, không chút nghĩ ngợi mà bước ra bước kia. Nhưng ngay khi hai người nói xong, Mạnh hạo căn bản nhìn cũng không nhìn, không để ý hai người này, trong mắt hắn lóe sáng kỳ dị, trực tiếp đi về phía trước, dừng, ngươi muốn tìm chết à. Cảnh tượng này khiến hai đạo chủ kia thất kinh, lập tức đứng dậy, hô hấp dồn dập, tiếng hô truyền ra, thân thể Mạnh hạo chấn động mạnh uy lực nơi này không phải gấp trăm lần mà, trực tiếp đạt tới 150 lần, trong tiếng nổ vang, thân thể mạnh hạo trong nháy mắt tan vỡ, lần này đầu cũng không thể hoàn chỉnh, khoảnh khắc liền trở thành một vùng sương máu, thấy được sắc mặt hai đạo chủ kia đều âm trầm, bọn họ đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã chờ đến, nhưng lại không nghĩ rằng đây là người ngu ngốc, tiểu tử này đầu có bệnh, vội vàng như vậy, chết chưa hết tội, hắn chết thì chết nhưng lại liên lụy chúng ta mất đi cơ hội, chết tiệt. Hai đạo chủ tứ nguyên cắn răng gầm nhẹ, bỗng nhiên bọn họ sửng sốt một chút, bọn họ phát hiện, xương đỏ tươi của mạnh hạo này không giống với những người tử vong khác trong trí nhớ của bọn họ. Xương mà máu này không ngờ không tiêu tan, mơ hồ bọn họ thấy được trong hư vô, dường như có một hình dáng hình người, nhìn kỹ, hình dáng hợp thành này rõ ràng là một ngọn hồn đăng, tổng cộng 108 ngọn đèn, giờ này trừ bỏ chỉ còn hai ngọn còn đang đốt, những ngọn khác toàn bộ tắt, đây là... Hai đạo chủ bên ngoài ngẩn ra, đúng lúc này, hai ngọn hồn đăng kia đột nhiên tắt một ngọn, khi tắt đi, xương đỏ bốn phía dường như có một luồng linh động cùng sinh cơ dưới uy lực 150 lần, bắt đầu cuồn cuộn co rút cùng ngưng tụ, dường như đang toàn lực thu nạp một lực lượng khiến cho những xương máu này ngưng tụ, dường như lần nữa muốn tạo ra khối thân thể, nhưng rất nhanh, uy lực kia quá lớn, lực lượng tắt một ngọn hồn đăng không thể đạt được, đúng lúc này, đột nhiên ngọn hồn đăng cháy cuối cùng kia lúc này lay động kịch liệt, hai đạo chủ tứ nguyên cảm thấy khó tin, một hồn đăng cuối cùng này, trong nháy mắt tắt, khoảnh khắc tắt đi, cả thiên địa dường như yên tĩnh một chút, ngay sau đó, một lực long trời lỡ đất, làm hai đạo chủ tứ nguyên kia biến sắc, thân thể không ngừng lùi về sau, khí thế từ trong sương máu ngập trời, chương 1836, phân thân tạo hóa. Hai tứ nguyên đỉnh phong bên ngoài kiếp thứ năm, đồng thời biến sắc, khí thế xương đỏ tươi bùng phát trong kiếp thứ năm, mãnh liệt hơn đất trời nổ vang, khuếch tán bốn phương tám hướng, dường như có cú đánh sâu ngập trời. Cùng lúc đó, một vùng sương máu cấp tốc rút lại, hình dáng tạo thành càng thêm rõ ràng. Rõ ràng không phải là một khuôn mặt mà là một thân thể, nơi đó rõ ràng có 108 ngọn hồn đăng, nhìn kỹ. 108 ngọn hồn đăng này giống như là 108 tôn tiên thần khoanh chân tĩnh tọa, hình dáng hợp thành, lúc này, tràn đầy tiên ý vô cùng, dường như tiên chân chính xuất hiện ở thế giới quy lực bốn phía này bị tiên ý kia trực tiếp đánh, không ngờ bị cưỡng ép mở ra, khiến cho hư vô bốn phía truyền ra tiếng động rắc rắc, thậm chí có thể thấy được từng khe nứt, dường như hư vô muốn vỡ vụn ra. Cảnh tượng này khiến hai đạo cảnh Tứ Nguyên hoảng sợ, đồng loạt lùi về sau, bọn họ cảm thấy không thể nào tin được, bởi vì khí tức người làm tinh thần bọn họ không yên, tu vi như bị áp chế, thậm chí cảm thấy gần như nghẹt thở nhưng ngay sau đó làm cho bọn họ hoảng sợ hơn là bỗng nhiên khí tức kinh khủng từ trong cơ thể mạnh hạo bùng phát lần nữa. Lần này không phải là 108 ngọn hồn đăng mà trong cơ thể hắn dần dần xuất hiện chính ấn ký, chính ấn ký này huy hoàng như mặt trời, vây quanh lẫn nhau, tản ra một quy lực khiến thiên đại này rung rẩy. quy lực vừa xuất hiện, long trời lỡ đất, trong cơ thể hai đạo cảnh tứ nguyên nổ vang, hai người chỉ hơi cảm thụ đã lập tức phun ra máu tươi, thân thể như bị một luồng lực lượng mạnh mẽ va vào trong tiếng nổ vang phát ra tiếng thê thảm trong chốc lát khi cuốn ngược lại thân thể tan vỡ thần hồn mơ hồ trốn ra hét lên lùi về sau mấy ngàn trượng lộ ra sợ hãi run rẩy chưa từng có đó là đó là ấn ký gì chỉ là nhìn thoáng qua chỉ một cái liếc mắt không ngờ khiến chúng ta gần như tan xương nát thịt hai người rung lên không thể lập tức rời đi nơi này uy lực bốn phía làm cho bọn họ có một cảm giác bị khóa lại sắp lùi về sau lần nữa lập tức sẽ bị uy lực kia diệt sát. Cũng chính vào lúc này, chính ấn ký lóng lánh trong cơ thể mạnh hạo đột nhiên xuất hiện một sợi tơ, ở bốn phía 108 ngọn hồn đăng, sợi tơ này phát ra hào quang rực rỡ, dường như là tất cả thiên ý tụ lại, trở thành ti tiên, khi một ngọn hồn đăng lan tràn, đến cuối cùng khiến 108 ngọn hồn đăng này nối tiếp cùng nhau, trở thành tuần hoàng hoàn chỉnh, hợp thành một tiên căng, linh động như tiên, thật sâu như căng, đây là tiên căng người này cũng không phải là cổ cảnh khí tức này kinh khủng của khí tức này có thể so với chí tôn đó là đó là tiên căng hai đạo cảnh tứ nguyên lúc này rung càng thêm mãnh liệt thần hồn càng thêm mơ hồ tiên căng trong thương mang phái thuộc vật truyền thuyết nghe nói trong cơ thể tu sĩ mỗi người trên thực tế đều tồn tại ti tiên khiến tu vi đến cực hạn huyết mạch dày đặc đến cực hạn những ti tiên này sẽ ngưng tụ cùng một chỗ sẽ trở thành tiên căng cũng chỉ có tiên căn đầy đủ mới có thể xem như tiên. Lúc này, thân thể mạnh hạo khoảnh khắc tất cả hồn đăng tắt, nháy mắt bước chân vào đạo cảnh, xuất hiện tiên căn. Khi tiên căn này xuất hiện, thân thể hắn tạo thành một cảnh tượng kỳ dị. 108 ngọn hồn đăng trở thành tiên căn, giống như hóa thành cây đại thụ phân ra chín nhánh hợp với chín ấn ký trong cơ thể mạnh hạo, quấn quanh nhau, dường như trở thành tiên quả của cây đại thụ này. Chính nhánh này lúc này liên tiếp tác động lên ấn ký kia, tán ra màu sắc rực rỡ khi thì có sắc thái bên trong lóe lên dường như có từng luồng hồ quang nhiều màu nhiều sắc trong nháy mắt trôi đi về phần tám nhanh khác đều ảm đạm dường như không có sinh cơ không giống như bị mở ra lúc này tiên căng trong nhánh thứ nhất lóng lánh cùng với ấn ký thứ nhất trong chín ấn ký liên tiếp nhưng lại từ từ sáng lên đến cuối cùng hoàn toàn bùng phát hào quang mãnh liệt rực rỡ chí cực ấn ký thứ nhất này trong chớp mắt chân chính ngưng tụ ra khi nó ngưng tụ thân thể mạnh hạo rung mạnh một loạt ý phong thiên bùng phát trên người hắn ngập trời khiến thiên địa biến sắc gió mấy cuốn lên một luồng khí tức đạo cảnh nổi lên từ trên người mạnh hạo hai mắt hắn trong chớp mắt này bỗng nhiên mở ra niết bàn nhập đạo lúc này phân thân mạnh hạo đang ở niết bàn không phải vì tân sinh mà với phương thức này lần nữa rèn luyện huyết mạch khiến cho hắn có thể tăng nhanh đi vào ngưỡng cửa đạo cảnh một quần ánh sao lóng lánh từ trong mắt hắn hai đạo cảnh tứ nguyên chỉ là nhìn mạnh hạo trong đầu đã ù lên, như bị nhiếp thủ thần hồn, lúc này, vốn là có đạo kiếp phủ xuống, nhưng vì mạnh hạo trên siêu thoát lộ, vì con đường này đặc thù, kiếp này không tìm được vị trí của hắn, cũng cảm thấy được khí tức đạo cảnh của mạnh hạo, cho nên khó có thể phủ xuống. Mạnh Hạo trầm mặc, biến hóa sau khi ngọn hồn đăng cuối cùng tắt, mặc dù đột nhiên nhưng cũng trong dự liệu của hắn, hết thảy đây chứng tỏ hắn từng phán đoán qua. Kiếp này, đích xác không có khả năng để đệ cửu cấm hoàn thành toàn bộ chỉ có thể hoàn thành một trong chín ấn ký của đệ cửu cấm. Mạnh hạo nhìn chầm chầm nhánh tiên căn thứ nhất, nhìn những hào quang rực rỡ trên đó, nhìn bên trong khi thì xuất hiện nhiều hào quanh nhiều màu nhiều sắc, ý thức của hắn toàn bộ sáp nhập vào, dần dần, trên nhánh này hắn thấy được tất cả ký ức kiếp này của chính mình, từ lúc ban đầu lơ lửng trên con sống, trong chăn được thư sinh ôm đi, cho đến khi đuổi theo chơi đùa lão đạo, thất tuế kiếp bùng phát, ý thức thức tỉnh, bước chân vào đệ cửu tông, từ phàm vào tiên, nhận yên nhi làm đệ tử siêu thoát lộ cảnh tượng kia toàn bộ xuất hiện trong mắt mạnh hạo đây là ký ức một đời hoàn chỉnh từ lúc bắt đầu cho đến trước mắt nguyên lai là như vậy mạnh hạo lẩm bẩm ta lựa chọn con đường này là chính xác để cửu cấm vì quá mức kinh người vì có lẽ vốn không nên xuất hiện cho nên cho dù với thân phân của ta kiếp này cũng chỉ có thể hoàn thành một phần trong chín phần nhưng không quan hệ chỉ cần đúng đường hết thảy cũng đủ Mạnh hạo cảm thụ tiên căng do 108 ngọn hồn đăng tạo thành, cảm thụ được khi hắn tu hành chưa từng trải qua cùng thể hiện, cảm thụ được tồn tại của tiên căng. Đối với bổ dưỡng cùng ẩn hóa do ấn ký đệ cửu cấm tạo thành, hai mắt lần lộ ra ý hiểu rõ, tiên căn mới là trọng điểm hoàn thành của đệ cửu cấm, có căn này ở, mới có thể ngưng tụ toàn bộ chính ấn ký đi ra, mà thân thể này của ta cũng đã đến cực hạn, muốn ngưng tụ ấn ký thứ hai, thân thể này đã không làm được bởi vì phân thân này đi đến chí tôn vẫn sẽ luôn ở nhánh thứ nhất mà ta cần chính là mở ra nhánh thứ hai một nhánh có ký ức một đời như vậy khối phân thân này của ta đích thật đã đạt được độc lập bởi vì đối với bổn tôn phân thân này đời thứ tư mà đối với phân thân căng tiên từ nơi này xuất hiện hắn chính là đời thứ nhất của chính mình chính nhánh cửu thế nhân sinh một đời ngưng tụ một ấn ký luân hồi rồi mới có thể thành phong thiên đệ cửu cấm Mạnh hạo càng hiểu rõ, dần dần, hắn vừa cẩn thận nhìn xem tiên căn phân ra chính nhánh trong cơ thể, từ từ xác định suy đoán của mình. Luân hồi, như thế xem ra, vì cần cửu thế nhân sinh bất đồng, cho nên nếu còn giữ lại ký ức, như vậy bất kể biến đổi thế nào thực tế chỉ là một đời. Chỉ có phong ấn ký ức, làm đời thứ chín sau khi kết thúc lại thức tỉnh, mới là lựa chọn tốt nhất. Mạnh hạo chần chờ một chút, trầm mặt một lát, hắn khẽ thở dài, hắn bỗng nhiên có chút không bỏ được, hắn ngẩng đầu nhìn phương xa hắn không biết phương hướng muốn xem chỉ là cảm giác nơi đó là địa phương trong thương mang tinh nơi đó có đệ cửu tông trong đệ cửu tông có đệ tử yên nhi của hắn yên nhi là vướng víu lớn nhất kiếp này của hắn phong ấn ký ức chém đứt hết thảy suy nghĩ chìm vào luân hồi mạnh hạo khẽ thở dài vung tay áo sương đỏ tươi bốn phía đã tiêu tán hắn đứng trong kiếp thứ năm trong mắt dần lộ ra quyết đoán cùng kiên định thôi thôi mạnh hạo nâng tay hung hăng vung lên phía trước lập tức trước người hắn hư vô cầm một tiếng trực tiếp vỡ vụn khi vỡ vụn tạo thành một lốc xoáy lốc xoáy này ầm ầm chuyển động giống như mở cửa luân hồi khi cửa mở ra mạnh hạo nâng tay phải đánh một trảo lên không trung thần hồn hai đạo cảnh tứ nguyên có mưu đồ bất chính với hắn trong phút chốc bị bắt được hai người chưa kịp cầu xin tha thứ đã bị mạnh hạo bóp chặt lấy ầm một tiếng thần hồn hai người trở thành điểm sáng giống như chất dinh dưỡng quấn vào trong lốc xoáy khiến cho khí tức luân hồi trong lốc xoáy càng thêm dày đặc yên nhi tình thầy trò kiếp này kết thúc đi mạnh hạo nhẹ giọng nói hai mắt nhắm nghiền dường như đang nhớ lại rất lâu sau đó hắn mở mắt trong mắt thanh minh khoanh chân ngồi xuống hắn lựa chọn tọa hóa thân thể hắn từ từ sáng lên nhưng lại chậm rãi khô héo đến cuối cùng gần như trở thành một thây khô ấn đường của hắn lúc này nứt ra một khe hở một thần hồn tiên quang phát tán tiêu tán ra, trong thần hồn này, có tiên căn có chính ấn ký lớn, có phân thân với tu hành hết thảy đời này của mạnh hạo, chỉ là hai mắt thần hồn tinh thuần giống như trẻ con, bởi vì trong đó, tất cả ký ức kiếp này đều bị chém đứt, phong ấn tại nơi sâu nhất, cất bước đi, thần hồn phân thân mạnh hạo bước chân vào lốc xoáy luân hồi, trong chớp mắt biến mất, lốc xoáy này ầm ầm cũng vô tung vô ảnh, mở ra, phân thân đời thứ hai, bốn phía từ từ yên tĩnh, chỉ có thân thể mạnh hạo, vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích đồng thời trong lúc đó đệ cửu tông trong thương mang phái yên nhi đang tĩnh tọa thân thể nàng bỗng rung lên mở mắt ra sâu trong lòng nàng dường như có một căn huyền đứt đoạn thân thể nàng rung lên dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra chạy thẳng đến nơi bế quan của sư tôn đẩy phía sau cửa nàng liếc nhìn hồn hỏa của mạnh hạo sau đó cả người như bị sét đánh ngây ngốc ở nơi đó nước mắt dần chảy xuống dường như không biết gì đã lâu đã lâu một nguồn máu tươi phun ra từ miệng yên nhi trong mắt của nàng đột nhiên không có thần thái như trời đất trong tâm hồn sụp đổ sư tôn nơi bế quan hồn hỏa kiếp này của mạnh hạo rõ ràng tắt